Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 137 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, không gian trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn thanh binh khí trong lòng bàn tay Hạ Nhất mình. Ngũ hành hoàn, thanh thần khí trong truyền thuyết có thể phối hợp với ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Cũng là thanh binh khí do tổ sư khai sơn của ngũ hành môn từng rồng xưng bá thiên hạ. Mặc dù tất cả đều biết thanh binh khí kia không phải là thần khí ngũ hành hoàn, nhưng cho dù nó là vật phản chế thì cũng khiến kẻ khác phải động tâm. Im lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái vòng tròn trong tay Hạ Nhất Minh với ánh mắt thèm muốn. So với bán nguyệt san của huynh đệ song ma thì biểu hiện bên ngoài của nó kém hơn rất nhiều, không hề phát ra cái khí thế áp bức. Nhưng ở đây, bất kỳ người nào không phải là người có kiến thức rộng rãi cơ chứ. Khi bọn họ dụng tâm cảm nhận, cũng có thể phát hiện được ẩn chứa trong thanh thần binh là một nguồn năng lượng khủng bố. Đây chính là một thanh thần binh nội liếm. Chắc chắn uy lực mà nó sở hữu hoàn toàn vượt qua binh khí của bọn họ. Ngay cả hai thanh bán nguyệt san trong tay song ma cũng không thể sánh bằng. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều có ý nghĩ đó. Một lúc sau, Kỷ Liên song ma cũng thở dài một cái. Ánh mắt họ nhìn Hạ Nhất Minh lúc này có chút thần thái khác thường. Hạ huynh, ngươi có được ngũ hành hoàn mà không chịu nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải là bằng hữu hay sao? Đại ma thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nếu thanh thần khí phảng chế này do một người khác cầm, thì cho dù người đó đang ở trong sân của Vũ gia hay một đại gia tộc khác, bọn họ sẽ mở miệng đòi hỏi ngay. Tất nhiên là vì thần binh phản chế này, Động Thiên Phúc Địa sẵn sàng bỏ qua bất cứ cái giá nào. Thậm chí tất cả những vật phẩm quý giá nhất, chỉ cần Động Thiên Phúc Địa có thể đưa ra, bọn họ cũng không từ chối. Đối với bọn họ, bao nhiêu bảo vật cũng không thể sánh với ngũ hành hoàn. Thậm chí bọn họ cũng không ngại sử dụng vũ lực để cưỡng đoạt. Chỉ có điều, bây giờ người có ngũ hành hoàn lại là Hạ Nhất mình. Mặc dù hắn nhìn như một người cô độc, không có thế lực chống lưng, nhưng Kỷ Liên song ma lại biết rõ Hạ Nhất mình. Chưa nói tới, bên người hắn có hai vị tôn giả ngũ khí triều nguyên, cùng với một con thánh thú mang huyết mạch thần thú, có thực lực siêu việt, đủ sánh vai với tôn giả ngũ khí triều nguyên. Chỉ xét riêng về quan hệ của hắn với Linh Tiêu Bảo Điện và thân phận đệ tử của Thiên Chỉ Tây Bắc cũng đủ để Động Thiên Phúc Địa không dám vọng động. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói thẳng, song ma huynh đệ, tiểu đệ biết hai người là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, truyền thừa của ngũ hành môn. Như thế, tiểu đệ còn dám xuất ra ngũ hành hoàn trước mặt hai vị sao? Kỷ Liên song ma sửng sốt, cười khổ trong lòng. Hạ Nhất Minh nói thẳng ra vấn đề như vậy, khiến cho chút tức giận trong lòng họ biến mất. Nếu đổi lại là hai người bọn họ, cũng không dễ dàng lấy thứ đó ra cho người khác xem. Hạ huynh, ngươi kiêm tung ngũ hành, lại thành công vụ hóa ngũ hành hoàn, nên chúng ta cũng không dám cướp đoạt nó. Đại ma nghiêm nét mặt ôm quyền nói, nhưng chúng ta có một thỉnh cầu, xin Hạ huynh đáp ứng. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, đại ma huynh có phải muốn biết ngũ hành hoàn là do người nào đoán tạo ra đúng không? Đại ma nhướng mày nghiêm mặt nói, đúng thế, quả thật lão phu muốn biết ngũ hành hoàn là do người nào đoán tạo ra. Hắn lặp lại toàn bộ lời nói của Hạ Nhất Minh với giọng nói nghiêm túc. Tất cả mọi người đều có thể nhận thấy một sự quyết tâm trong lời nói của hắn. Chắc chắn hắn không định bỏ qua ý định. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, thu ngũ hành hoàn lại. Sau đó hắn cao giọng nói, đại ma huynh, tiểu đệ có được ngũ hành hoàn cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hắn chẳng hề giấu giếm, đem chuyện ban đêm bị đánh lén kể lại. Tất cả hắn nói nhờ có Bách Linh Bát giúp đỡ mới chặt đứt được ba ngón tay của đối phương. Bởi vì hắn biết rõ rằng, nếu nói thật thì chắc chắn không có người nào chịu tin, thậm chí còn mang tới tai họa ngập trời. Kỷ Liên song ma nhíu mày lại thì thào nói, mất ba đầu ngón tay, cái này cũng coi như là một dấu hiệu, nhưng muốn tìm được một người như vậy chỉ sợ có chút khó khăn. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, thực ra hắn cũng coi như là một dấu hiệu, nhưng muốn tìm được người như vậy chỉ sợ có chút khó khăn.
Thực ra hắn cũng hơi đoán được lai lịch cùng Hữu Hành Hoàn, nhưng không muốn nói cho Kỳ Liên Song mà. Hắc Huyết đột nhiên lắc đầu nói: "Đại Ma Huỳnh, thực ra cho dù các ngươi có tìm được người đó, chỉ sợ cũng không làm được chuyện gì." Trong mắt Kỳ Liên Song Ma lóe lên quang mang nguy hiểm, nhưng Hắc Huyết lại coi như không thấy, nói tiếp: "Ngũ Hành Hoàn là thanh thần binh khó đoán tạo nhất trong thiên hạ, ngay cả Lưu Ly Động Chủ cũng thất bại tới 2 lần. Vì vậy tiểu đệ nghĩ rằng cái Ngũ Hành Hoàn này là do người đó may mắn mà thành công. Có điều vận may như thế, cho dù có ông trời phù hộ thì cũng khó có thể chế tạo ra lần hai." Tất cả mọi người thầm đồng ý. Hắc Huyết phân tích không sai. Trong thiên hạ, ngoài trừ thần binh Ngũ Hành Hoàn đã biến mất, cũng chỉ còn có cái Ngũ Hành Hoàn phảng chế trong tay Hạ Nhất Minh mà thôi. Coi như có người có thể chế tạo được một thanh, nhưng nếu muốn người đó chế ra thanh thứ hai thì đúng là rất khó. Tất cả đều nhìn Hắc Huyết và Hạ Nhất Minh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết hai người này có thâm thủ gì mà khiến cho Hắc Huyết bất chấp phải phá vỡ quan hệ của Hạ Nhất Minh và Kỳ Liên Song Ma. Tuy nhiên, nét mặt Hạ Nhất Minh vẫn mỉm cười, chẳng e ngại lời nói của Hắc Huyết. Thực ra trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết được ngươi mới được. Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau. Đại Ma ho nhẹ một tiếng, thử dò xét nói: "Hạ Huỳnh, thực ra ngươi cũng biết, ngưng tụ thành hoa càng vì sau càng khó. Lúc này ngươi đã ngưng tụ được 4 đoá, muốn ngưng tụ ngũ hành chi hoa thì lại càng khó hơn, có lẽ cả đời cũng không thể thành công." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Nếu vậy ý của Đại Ma Huỳnh là gì?" Đại Ma nghiêm nét mặt nói: "Hạ Huỳnh, nếu có thể được, xin trao ngũ hành hoàn cho bổn môn." Hắn dừng lại một chút, vội nói: "Bổn môn sẽ không để cho Hạ Huynh phải thiệt thòi." Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói: "Ngũ Hành Hoàn là một thanh thần binh phảng chế, có lẽ Động Thiên Phúc Địa có thứ gì ngang với nó hay sao?" Đại Ma do dự một chút nói: "Bổn môn cũng có thần khí phảng chế, nếu Hạ Huynh đồng ý, tại Hạ nguyện làm chủ cùng Huynh trao đổi. Hơn nữa từ nay về sau, bổn môn sẽ mở rộng cửa với Hạ Huynh, nếu Hạ Huynh muốn thì có thể vào Đệ Nhất Động Thiên để tu hành." Tất cả mọi người đều biến sắc, ánh mắt có chút ganh tị. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết Đệ Nhất Động Thiên Phúc Địa có nghĩa là gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của mọi người cũng có thể đoán được giá trị của nó. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Đáng tiếc, nếu thực sự tiểu đệ chỉ ngưng tụ được tam hoa trong ngũ hành thì có lẽ sẽ đồng ý với điều kiện của Đại Ma Huỳnh." Lời nói của hắn vừa dứt khiến cho tất cả đều thất kinh. Đại Ma không tin vào tai mình nói: "Hạ Huỳnh, người đã ngưng tụ được đóa hoa thứ tư trong ngũ hành chi hoa." Thanh âm của hắn mang đầy sự hoài nghi, đồng thời ánh mắt cũng không hề có chút tin tưởng. Từ khi giao thủ với Hạ Nhất Minh đến nay cũng chỉ mấy khoảng vài năm mà thôi. Trong vài năm ngắn ngủi đó mà hắn có thể ngưng tụ được đóa hoa thứ năm, chưa nói tới nó lại là đóa hoa thứ tư trong ngũ hành. Điều này khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi. Hạ Nhất Minh cũng chẳng giải thích, hắn trực tiếp mở miệng phun ra một luồng chân khí tinh thuần, nhanh chóng tụ lại thành 4 đóa hoa. Cả 4 đóa hoa đều lơ lửng trên đầu Hạ Nhất Minh, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho người khác phải ngẩn ngơ. Nét mặt Kỳ Liên Song Ma cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng biết thiên phú của Hạ Nhất Minh rất cao, nhưng đến giờ phút này mới biết mình vẫn còn đánh giá hắn quá thấp. Hắc Huyết cũng biến sắc, trong lòng hắn có chút hối hận, nhưng việc đã đến mức này, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Hơi nhướng mày, hắn nói: "Hạ Huynh có thể ngưng tụ được 4 đóa hoa trong ngũ hành quả là đáng mừng, nhưng không biết khi nào mới có thể ngưng tụ được đóa hoa thứ năm." Hạ Nhất Minh giận dữ cười nói: "Hắc Huynh, mặc dù tiểu đệ chưa ngưng xuất được ngũ hành chi hoa, nhưng cũng nắm được ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Nếu Hắc Huynh có hứng thú, ngươi với ta luận bàn một chút có được không?" Hắc Huyết chớp chớp mắt cười nói: "Hạ Huynh tìm nhầm người rồi. Sở trường về ngũ hành đại luân hồi chi hoa là Kỳ Liên Song Ma huynh đệ. Nếu người muốn lãnh giáo thì chắc chắn bọn họ sẽ vui lòng phụng bồi." Mặc dù mọi người không tin Hạ Nhất Minh có thể nắm được ngũ hành đại luân hồi chi hoa, nhưng nghe Hắc Huyết từ chối không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Xem ra Hắc Huyết quả thật có chút lo ngại đối với Hạ Nhất Minh. Kỳ Liên Song Ma liếc mắt nhìn nhau nói: "Hạ Huỳnh, ngươi thực sự có thể thi triển ngũ hành đại luân hồi chi hoa?" Hạ Nhất Minh thản nhiên nói: "Có thể được thì sao, mà không được thì sao?" Đại Ma nghiêm mặt nói: "Nếu Hạ Huynh có thể thi triển tuyệt kỹ này, hơn nữa dùng nó chiến thắng 2 huynh đệ chúng ta, thì từ nay về sau huynh đệ ta sẽ không nói tới chuyện này nữa. Nếu Hạ Huynh không làm được thì xin ngươi nghĩ một chút vấn đề đề nghị của chúng ta có được không?" Hạ Nhất Minh mỉm cười chậm rãi nói:
Đại ma huynh, đây chính là lời hứa của quý môn. Đại ma chăm chú nói, đây là lời hứa của huynh đệ ta. Hà Nhất Minh nhìn nét mặt thản nhiên của hắn, cuối cùng gật đầu nói, được, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Lời nói của Hạ Nhất Minh giống như một viên đá, làm cho mặt nước vốn đang yên tĩnh trở nên gợn sóng. Thản nhiên đồng ý như thế, khiến cho ngay cả người kích động là Hắc Huyết cũng cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là Lâm Hưởng Tình và Tử Đạn Minh vừa mới được tự mình cảm nhận uy lực của ngũ hành Đại Luân Hồi Chi Hoa thì lại càng kinh ngạc hơn nữa. Chỉ có chân chính đối mặt mới biết được công pháp đó đáng sợ tới mức nào, có thể hiểu được tại sao nó lại được coi là thiên hạ đệ nhất kỳ công từng hàng năm trước. Vì vậy mà tất cả mọi người cơ bản đều không coi trọng Hạ Nhất Minh, cũng chẳng ai ngờ được hắn lại tiếp nhận khiêu chiến của Kỳ Liên Song Ma. Cho nên khi Hạ Nhất Minh đồng ý, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau rồi cảm thấy hưng phấn. Mà dù trước đó chưa có người nào xem trọng hắn, nhưng nghĩ tới những gì mà Hạ Nhất Minh thể hiện trên lôi đài vừa rồi, bọn họ đều muốn biết xem cái tên trẻ tuổi này còn ẩn giấu bí mật nào nữa. Kỳ Liên Song Ma gật đầu một cái, bọn họ quay người bay về phía lôi đài. Hạ Nhất Minh lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hắc Huyết một cái, sau đó mới đuổi theo. Hắc Huyết bắt gặp ánh mắt đó chợt cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù cái liếc của Hạ Nhất Minh gần như vô ý nên không hề có chút oán giận nào trong mắt, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Hắn biết rằng bản thân đã cùng với Hạ Nhất Minh kết thành mối oán hận khó có thể xóa bỏ. Điều này cũng chẳng có gì lạ lạ. Nếu có người cũng lấy thần binh của hắn ra mà khích động, tạo cho hắn một cường địch như thế, thì Hắc Huyết cũng coi người đó là kẻ thù ngay lập tức. Quay đầu, liếc mắt nhìn Phương Thịnh, cả hai gật đầu với nhau một cái, dường như đưa ra một quyết định nào đó. Ba người Hạ Nhất Minh đi tới lôi đài. Kỳ Liên Song Ma nghiêm túc, vung tay lên, hai thanh Bán Nguyệt San nhất thời xuất hiện trong tay. Mặc dù Hạ Nhất Minh chỉ có một mình, nhưng không biết tại sao, hai người bọn họ lại có cảm giác hắn còn khó chơi hơn cả Tử Đạt Minh và Lâm Hướng Tiền liên thủ. Mà bất cứ người nào sau khi chứng kiến thân pháp của Hạ Nhất Minh cũng đều có cảm giác đó. Cổ tay hai người khẽ động một cái, hai thanh Bán Nguyệt San liền va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh thanh thúy. Thanh âm đó vừa mới vang lên, lập tức một luồng ánh sáng năm màu chợt xuất hiện, bắt đầu từ vị trí của Kỳ Liên Song Ma khuếch tán ra xung quanh. Hạ Nhất Minh lẳng lặng nhìn động tác của hai người. Khi ngũ thải quang mang tới gần, hắn chợt xòe tay, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Kỳ Liên Song Ma nhìn thấy mà càng thêm nặng nề trong lòng. Động tác của Hạ Nhất Minh hoàn toàn đơn giản quá trình vụ hóa thành hình. Điều đó chứng tỏ Hạ Nhất Minh đã hòa hợp với ngũ hành hoàn rất cao. Như thế thì để cho hắn đồng ý đem nó trao đổi thì lại càng khó khăn. Trên ngũ hành hoàn cũng tỏa ra ngũ thải quang mang. Thoáng cái, luồng quang mang từ ngũ hành hoàn đã va chạm với luồng sáng do Kỳ Liên Song Ma phát ra. Một tiếng nổ từ trong luồng sáng vang ra xung quanh, giống như hai con sóng lớn trên mặt biển chợt gặp nhau. Cả hai đều không chịu nhường bước, sử dụng năng lượng mạnh mẽ va chạm. Từ giữa ba người, vô số tia sáng bắn ra tung té. Nhất thời, trên lôi đài muôn vàn tia sáng ngũ sắc xuất hiện, tạo ra cảnh tượng đẹp không bút nào tả xiết. Hạ Nhất Minh trong mắt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí mọi người đều cho rằng hắn có thể sánh với sự liên thủ của Kỳ Liên Song Ma. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Đại Ma Huynh quả không hổ là tu luyện ngũ hành Đại Luân Hồi Chi Hòa, mới nhìn đã nhận ra được huyền bí, quả là bội phục. Đại Ma lắc đầu, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng nói, Hạ Huynh có thể ngưng tụ được ngũ hành Chi Hòa đúng là chuyện đáng mừng, nhưng lão phu lấy làm lạ, tại sao Mộc Chi Hòa vẫn chưa thể dung hợp. Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong lòng cảm thấy khâm phục sự quan sát của đối phương. Chỉ mới va chạm một lần mà có thể phát hiện ra điểm này, ở đây ngoại trừ Song Ma ra cũng không còn người nào khác. Tuy nhiên nhìn kỹ thì cũng chẳng có gì lạ lạ. Hai người bọn họ tu luyện ngũ hành Đại Luân Hồi Chi Hoa nên cũng có thể nhìn thấu bí ẩn của đối phương. Cũng giống như mình, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy được ngũ hành lực của bọn họ thi triển có quá nhiều khuyết điểm. Không thể giấu giếm được, Hà Nhất Minh cười khổ nói, hai vị, nếu có khả năng đệ cũng muốn sử dụng toàn bộ ngũ hành Chi Hoa, nhưng đáng tiếc bây giờ vẫn còn thiếu một đóa. Song Ma cũng gật đầu một cái rồi sau đó nói, thay thế. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi, hai vị làm sao mà biết được? Đại Ma chỉ vào ngũ hành hoàn trên tay Hạ Nhất Minh, bất đắc dĩ nói, trong đời các tổ sư có bổn môn, cũng chỉ có tổ sư khai sáng mới ngưng tụ đủ ngũ hành Chi Hòa. Ngoại trừ lão nhân già thì những người còn lại đều chỉ kiêm tu tới bốn hệ, nên sử dụng phương pháp thay thế
nên cũng không có gì bí mật. Hắn lắc đầu nói tiếp, sử dụng phương pháp thay thế vốn là bí mật của ngũ hành môn. Nhưng ngũ hành môn chia 5 xẻ 7, nó đã bị truyền ra ngoài. Mấy ngàn năm qua, trong những vị đoán tạo sư hàng đầu có không ít người biết đến nó. Nếu lão phu không nhầm, thì chắc Sở Hào Châu tôn giả đoán tạo cho người. Hạ Nhất Minh gật đầu liên tục. Hắn cũng không ngốc đến nỗi đi đem sự thật nói ra. Nếu để họ biết được, thứ này do Sở Hào Châu chỉ dẫn, còn bản thân mình hoàn thành, thì họ sẽ đố kỵ tới chết. Đại ma than nhẹ một tiếng. Ánh mắt hắn lóe lên một sự cuồng nhiệt, sau đó nói. Không ngờ, ngươi nắm được ngũ hành đại luân hồi chi hòa. Chúng ta thử so sánh cái nào lợi hại hơn nhỉ? Khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên người song ma. Nếu vừa rồi bọn họ ra tay vẫn còn chút khúc mắc, thì vào lúc này đã toàn tâm toàn ý cho trận chiến. Cũng như năm đó, cả hai khiêu chiến kim chiến dịch. Toàn bộ tinh thần của họ lúc này đều chìm vào trong chiến đấu. Hai thanh bán nguyệt san lại huy vũ lên. Mỗi một lần nó tạo ra một luồng quang mang sáng chói. Ngọn lửa cuồng ngạo, năng lượng của nước mênh mông, mộc hệ bừng bừng sức sống, thổ hệ lại thêm cả năng lượng kim hệ cứng rắn, tất cả đều xuất hiện. Không gian trên lôi đài nháy mắt bị ánh sáng ngũ hành bao phủ. Nét mặt của những người đang đứng xem liền thay đổi. Cuối cùng bọn họ mới biết, khi giao thủ với hai người Lâm Hướng Kỳ, Kỳ Liên Song Ma vẫn chưa dùng hết toàn lực. Đến giờ phút này, bọn họ mới thực sự phát huy uy lực của bán nguyệt san đến mức cao nhất. Ngũ hành hợp nhất phát ra khí thế bài sơn đảo hải. Cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ đang áp tới, mặt Hạ Nhất Minh hết sức nghiêm túc. Đây chính là năng lượng ngũ hành. Mặc dù chưa được cân bằng cho lắm, nhưng ngũ hành hợp nhất chẳng khác gì thực lực của ba vị tôn giả hợp lại. Cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Quát khẽ một tiếng, ngũ thải quang mang quanh người hắn lại đậm hơn một chút. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, những tia sáng đó như có linh tính, tự chia thành 5 luồng. Đột nhiên, tất cả những luồng sáng khác nhau đều cùng lao về phía Kỳ Liên Song Ma. Trên lôi đài, vô số tiếng nổ vang lên. Thổ đối thổ, kim đối kim, thủy đối thủy, mộc đối mộc, hỏa đối hỏa. Hai bên bỏ qua tất cả kỹ xảo, chỉ dùng đơn thuần lực lượng va chạm với nhau, quyết phân thắng bại. Đây cũng là so đấu lòng tự tin với nhau. Chỉ cần bất cứ bên nào dao động một chút, lập tức sẽ bị thua ngay tức khắc. Dưới sự va chạm của ba người, mặt đất trở nên rung rinh. Lôi đài dưới chân bọn họ đã biến thành một đống đổ nát, đá vụn văng ra khắp nơi. Sắc mặt đám người Vũ Vô Thường trở nên hết sức khó coi. Tất cả đều không tự chủ được lùi về phía sau hơn 10 trượng mới có thể chống đỡ được. Trong lòng tất cả đều đang tự hỏi, mấy cái tên này có phải vừa mới trở thành tôn giả hay không? Cho dù là Tam Hoa tôn giả đỉnh phong, chỉ sợ cũng không hơn được họ. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, khắp trời phủ đầy quang mang, che lấp toàn bộ lôi đài, nên không ai có thể đoán được bên nào đang rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này ở trong cuộc, Song Ma đang cảm thấy hết sức hoảng sợ. Hạ Nhất Minh chỉ một mình điều khiển ngũ hành hoàn đã tạo ra uy lực còn hơn xa sự liên thủ của hai người. Mặc dù đối kháng giữa kim hệ, hai người hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng với những hệ khác lại hoàn toàn yếu thế. Hơn nữa có xu hướng không thể duy trì được nữa. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, khổ không nói thành lời. Khi xưa luyện ngũ hành đại luân hồi chi hoa, Phiền Thạc tôn giả đã từng nói, dưới sự liên thủ của bọn họ, mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển ra tuyệt học này, nhưng do lấy năng lượng kim hệ làm chính, khiến cho ngũ hành không đạt được trạng thái cân bằng. Vì vậy, dưới sự liên thủ của hai người, cũng khó có người nào có thể chống cự. Tuy nhiên, khi đối diện trước Hạ Nhất Minh, trong lòng Song Ma cũng xuất hiện suy nghĩ, có lẽ đây mới chân chính là ngũ hành đại luân hồi chi hoa. Đánh đến mức này, trong lòng hai người lại càng cuồng nhiệt. Có thể giao phong với tuyệt học đệ nhất thiên hạ, đối với hai người bọn họ chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Cuối cùng thì Kỳ Liên Song Ma cũng di động. Lúc này, bọn họ gần như không còn dựa vào binh khí để khắc chế đối phương nữa, mà muốn sử dụng toàn bộ thực lực để đối mặt với Hạ Nhất Minh. Bán Nguyệt San vẽ lên một quy tích kỳ dị trong không trung, phát ra lực lượng mạnh nhất của nó. Nhất thời liền phá được quang mang trước mắt, rồi lao về phía Hạ Nhất Minh. Mặc dù bị quang mang che mắt, nhưng Kỳ Liên Song Ma vừa di động, Hạ Nhất Minh liền phát hiện ra ngay. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được từ trên người đối phương phát ra khí tức cuồng bạo. Hắn liền hiểu ngay, và lúc này Song Ma đã toàn tâm toàn ý dồn hết vào trong chiến đấu, không còn để ý tới thứ khác nữa. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng. Kim Chiến Dịch đã từng nói, Kỳ Liên Song Ma cũng lựa chọn tu la đạo giống như hắn. Cả đời khiêu chiến vô số cao thủ nên mới bị mọi người đặt cho biệt danh là Song Ma.
Xem ra bản tính ẩn giấu của họ đã bị kích thích. Ngũ hành hoàn hơi chuyển động một chút, phát ra vô số quang mang. Lúc này trên người Hạ Nhất Minh đã xuất hiện một cái áo giáp lục sắc. Ngoại trừ màu sắc của ngũ hành, bên ngoài lớp áo giáp còn có một dòng suối đen bao phủ. Thực lực của Song Ma cầm trong tay Bán Nguyệt San hơn xa Phương Thịnh, nên Hạ Nhất Minh không hề dám coi thường. Quang mang trước mắt đột nhiên biến mất, hiển nhiên ngũ hành quang mang đã bị phá tan. Một bóng đen thoáng động, Kỳ Liên Song Ma đã xuất hiện trước mặt hắn. Bán Nguyệt San trong tay hai người cùng chém về phía thân thể Hạ Nhất Minh. Nếu thực sự để cho hai thanh binh khí từ hai bên chém tới, chỉ sợ bản thân cho dù có áo giáp cũng không hề dễ chịu. Thân hình hắn khẽ quẫy một cái, liền thoát khỏi phạm vi công kích của Bán Nguyệt San. Hai thanh binh khí nhanh chóng thay đổi, biến thành vô số tàn ảnh, tiếp tục đuổi theo hắn. Trước sự công kích của Bán Nguyệt San, tia sáng do ngũ hành hoàn phát ra không hề có tác dụng ngăn cản. Phương pháp công kích của hắn lúc này không khác gì Hoàng Tuyển Môn. Tùy thời mà động, đã động là xuất chiêu như sét đánh. Một kích không trúng liền lập tức thu lại. Đấu pháp đó, Kỳ Liên Song Ma hoàn toàn bị áp chế. Cuối cùng, ngoại trừ kim chi hoa, bốn loại hoa khác hoàn toàn không thể phát huy uy lực của nó, chứ đừng nói là chống lại. Không bị tan rã đã là may mắn lắm rồi. Trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang. Trước khi giao thủ, hắn cũng đã hạ quyết tâm thi triển toàn bộ thực lực. Chỉ có thể để cho bọn họ thấy được bản lĩnh của mình mới khiến cho người ta lo ngại. Cho dù muốn đối phó với mình cũng không dám làm như Hắc Huyết. Trên con đường võ đạo, chỉ có thực lực mới làm cho người khác nể phục. Cẩn thận! Hạ Nhất Minh hét lên một tiếng, quang mang ngũ sắc quanh người hắn chợt biến mất, hiện lên năm đóa hoa. Kỳ Liên Song Ma gần như bất lực nhìn năm đóa hoa giống như lưu tinh liên tiếp giáng xuống người bọn họ. Nét mặt Kỳ Liên Song Ma nhất thời trở nên rất ngộ nghĩnh. Bọn họ tu luyện bí tịch ngũ hành đại luân hồi chi hoa cũng đã tu luyện qua phương pháp sử dụng tạo thành lá chắn. Trong bí tịch vốn có rất nhiều biện pháp sử dụng ngũ hành chi hoa, nhưng lúc này gần như không có cách nào thi triển. Cả hai không tự chủ được, vô thức giữ Bán Nguyệt San trong tay tiếp lấy một đóa hoa. Áp lực cực lớn ép xuống, tương đương với công kích của một vị tôn giả. Ngay khi Song Ma mở miệng nhận thua, ngũ sắc quang mang trên lôi đài lập tức biến mất. Phía dưới lôi đài, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn ba người, trong lòng cảm thấy mất mát. Tại sao đều là người mới trở thành tôn giả mà thực lực lại chênh lệch nhiều đến vậy? Kỳ Liên Song Ma liên thủ thắng cũng không nói làm gì, nhưng Hạ Nhất Minh chỉ có một mình, lại chỉ cần ngũ hành hoàn cũng bức cho Kỳ Liên Song Ma nhận thua, chứng tỏ thực lực của hắn hoàn toàn vượt xa bọn họ, thậm chí còn đứng đầu trong đám tam hoa tôn giả cũng không sai. Hạ Nhất Minh lặng lẽ vung tay lên một cái, lập tức thu ngũ hành hoàn lại, trong lòng hoàn toàn cảm khái. Lúc trước đối mặt với Sở Hảo Châu, hắn chỉ có một phương thức công kích đơn giản nhất, đó là dùng ngũ hành chi hoa để nện. Nhưng không ngờ rằng khi đối mặt với Song Ma, phương thức đó lại trở thành khắc tinh của họ. Bởi vậy có thể thấy, tất cả chiến kỹ đều có thể dùng, chỉ là sử dụng trong mỗi trường hợp khác nhau thì mang đến hiệu quả khác nhau mà thôi. Xung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động. Nét mặt Hắc Huyết lại trở nên khó coi hơn. Tuy nhiên đúng vào lúc này, một cái bóng trắng từ bên ngoài lập tức tiến vào. Bạch Mã vừa mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người, liền đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Sau đó hai mắt nó nhìn thẳng vào trong mắt của hắn, như đang truyền đạt thông tin gì đó. Hạ Nhất Minh ngẩn người, hiểu ý nghĩ của nó. Các vị, Sở Lão Ca có việc tìm ta, tiểu đệ xin đi trước một bước. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười, ôm quyền thi lễ. Mọi người chưa kịp đáp lại, từ phía ngoài lóe lên một cái bóng. Vũ Mạc Phi đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn nơi khung cảnh bừa bãi ở đây, rồi liếc mắt đảo qua lôi đài một cái, sau đó nói: Các vị, hai vị tân tôn giả của Linh Tiêu Bảo Điện đã tới. Một số người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Kim Chiến Dịch và Ngụy Tông Tân của Linh Tiêu Bảo Điện chẳng phải đã nói có việc quan trọng hay sao? Làm thế nào chỉ trong vài ngày đã xuất hiện ở đây? Như nhận thấy sự nghi hoặc của mọi người, Vũ Mạc Phi nghiêm nghị nói: Kim Chiến Dịch tôn giả hình như bị thương, Ngụy Tông Tân tôn giả tự mình mang hắn đi Thúy Trúc Cơ, nói muốn gặp Hạ Huynh. Kim Huynh bị thương? Hạ Nhất Minh nghe thấy tế, tinh quang trong mắt hắn chợt lóe lên một chút. Vũ Mạc Phi chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cảm giác hắn cũng không hề giả bộ, liền nói: Đúng thế, Hạ Huynh, Ngụy Tông Tân tôn giả vừa đến đây đã đòi gặp người, hơn nữa giọng cũng không hề bình thường. Nếu thương thế của Kim tôn giả có liên quan đến người thì hãy lánh ra ngoài đã. Hạ Nhất Minh nghe thế mới hiểu,
thì ra hắn lo lắng thương thế của Kim Chiến Dịch là do mình gây ra. Có điều nghĩ kỹ thì chỉ sợ cũng chỉ có người như hắn mới có tư cách đả thương Kim Chiến Dịch. Lắc đầu một cái, Hạ Nhất Minh nói: "Đa tạ hảo ý của Vũ Huỳnh, Kim Huỳnh đang ở Thúy Trúc Cư phải không?" Vũ Mạc Phi than nhẹ một tiếng nói: "Đúng thế." Hạ Nhất Minh không hề nói câu nào nữa, chỉ quay sang hắn gật đầu một cái rồi sau đó đi nhanh. Kỳ Liên Song Ma nhìn nhau, đồng thanh nói: "Hai người lão phu cũng quen biết với Kim Tôn giả, cũng muốn đến bái phòng." Bọn họ cùng nhau nhảy lên, nhanh chóng rời đi. Nếu thua trong tay người khác, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy rất tức tối. Nhưng thua trong tay Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành đại luân hồi chi hòa, thì hai người cũng không cảm thấy nặng nề lắm. Dù sao thì thanh binh khí trong tay họ cũng không phải là thần khí ngũ hành hoàn phản chế. Coi như trận chiến này cả hai đã cố hết sức. Mà thua bởi mật kỹ do lão tổ tông của bổn môn truyền lại cũng hoàn toàn là bình thường. Mấy người còn lại nhìn nhau sau đó giải tán. Hạ huynh đệ Vũ gia cũng bỏ mặc Vũ Mạc Phi chạy về phía Thúy Trúc Cơ. Vũ Mạc Phi cũng lắc đầu sau đó đuổi theo. Nếu nói hắn không cảm thấy tò mò đối với chuyện này thì đúng là lạ quá. Hạ Nhất Minh nhanh chóng đi vào Thúy Trúc Cơ sau đó liền đứng lại. Hai tay hắn hơi run một chút rồi không cần Bạch Mã dẫn đường đi thẳng tới đại sảnh. Bởi hắn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện rất nhỏ từ đó vọng đến. Rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã thấy được trong đại sảnh Sở Hảo Châu và Ngụy Tông Tân đang bàn luận chuyện gì đó. Mà dù vì đại sư huynh của Linh Tiêu Bảo Điện vẫn duy trì một thái độ rụt rè, nhưng trên sự lo lắng của hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết. "Ngụy Hình, Kim Huynh đâu?" Hạ Nhất Minh chẳng hề khách khí đi thẳng vào hỏi ngay. Ngụy Tông Tân vừa nhìn thấy Hạ Nhất Minh liền vui mừng nói: "Hạ Huynh, cuối cùng thì cũng tìm thấy ngươi rồi." Vài bóng người từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, liếc mắt đảo qua một cái, tất cả những người vừa mới tham gia luận võ đã tập trung hết tại đây. Mặc dù cứ tự nhiên xông vào như vậy có chút thất lễ, nhưng chẳng ai còn tâm tư để ý tới mấy chuyện đó. "Ngụy Huỳnh, Kim Huỳnh đệ có chuyện gì thế? Có cần chúng ta giúp sức hay không?" Kỳ Liên Song Ma mở miệng nói ngay. Hạ Nhất Minh vốn đối với việc bọn họ tự tiện mà vào có hơi khó chịu, nhưng sau khi nghe họ nói vậy cũng không còn để ý nữa. Tất cả những người này đều quen biết với Kim Chiến Dịch, nên sau khi nghe thấy tin tức đến thăm cũng là chuyện thường tình, làm sao có thể trách họ được. Ngụy Tông Tân lắc đầu, hắn cũng chẳng chào hỏi mà quay sang nói với Hạ Nhất Minh: "Hạ huynh đệ, Kim sư đệ nói người có thể luyện chế từ ngọ kim đan đúng không?" Nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh, chỉ sợ đối phương không trả lời mà thôi. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống, nhưng không do dự nói luôn: "Chỉ cần có đủ nguyên liệu, tiểu đệ chắc chắn trong vài canh giờ có thể luyện chế thành công." Hắn nói ra một cách hoàn toàn tự tin. Thời gian sống ở Linh Tiêu Bảo Điện, Hắc Đồng đã không ít lôi kéo hắn nói chuyện. Hơn nữa còn cho hắn tự mình luyện chế nhiều loại kim đan đặc biệt, mà từ ngọ kim đan chính là một trong số đó. Ngụy Tông Tân nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy là tốt rồi." Hạ Nhất Minh không nhịn được bộc phát một luồng sát khí thật mạnh ra ngoài. Tuy nhiên hắn chợt sực tỉnh, thu liễm ngay nó lại, không để ảnh hưởng tới Kim Chiến Dịch đang suy yếu. Bên ngoài căn phòng, mọi người đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mặc dù cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng cũng đủ sợ hãi. Tất cả liền nghĩ ngay tới uy thế của Hạ Nhất Minh khi đại chiến với Song Ma. Ngụy Tông Tân cũng cảm thấy rùng mình, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh có chút đố kỵ. Hơi thở lạnh lùng như thế, không biết làm sao mà hắn lại có được. Kim Chiến Dịch đang nằm trên giường hơi run lên rồi mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, trên mặt hắn liền xuất hiện nụ cười. Hạ Nhất Minh đi tới bên cạnh hắn, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Hắn xoay người nhìn Ngụy Tông Tân, chậm rãi nói từng chữ một: "Là ai đã làm?" Ngụy Tông Tân nghe thấy thế cảm thấy tê dại toàn thân. Mặc dù mọi người cũng đều vừa mới trở thành tôn giả, nhưng khi dưới cái nhìn của Hạ Nhất Minh, hắn lại có cảm giác sợ hãi. Mỉm cười một cách miễn cưỡng, Ngụy Tông Tân không hề do dự nói: "Là Kim sư đệ." Hai mắt Hạ Nhất Minh từ từ sáng lên, trong đó ẩn chứa một sự tức giận sẵn sàng bộc phát. Nhất thời, trên lưng Ngụy Tông Tân chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn chợt phát hiện đối phương mang lại cho mình một áp lực cực lớn. Kim Chiến Dịch ho nhẹ một tiếng, nét mặt hung ác của Hạ Nhất Minh lập tức biến mất. Hắn nhanh chóng quay lại tươi cười. Ngụy Tông Tân thấy vậy mà há hốc miệng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là con tắc kè hay sao? "Ngụy huynh xin chớ trách,
tính hắn vốn là như vậy. Trong phòng, Kim Chiến Dịch đang kể cho Hạ Nhất Minh chuyện mình gặp phải. Thực ra mọi chuyện cũng rất đơn giản. Sau khi Hạ Nhất Minh rời khỏi, Kim Chiến Dịch liền bí quan để vụ hóa thần binh. Một năm sau, cả hai người đang tu luyện củng cố cảnh giới thì nhận được phi ưng truyền tin của Hoàng Thất Đại Thần. Sau đó, bọn họ cũng giống như Kỳ Liên Song Ma rời khỏi môn phái tới kinh thành. Trên đường đi, tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường. Mấy ngày trước, khi cả hai sắp tới kinh thành, thì đúng lúc đó, trong lúc luyện công, Kim Chiến Dịch lại bị tẩu hỏa nhập ma. Đối với người tu luyện mà nói, thì tẩu hỏa nhập ma là chuyện hết sức đáng sợ. Hơn nữa, cũng chẳng người nào có thể đoán được nó sẽ xảy ra vào lúc nào. Cái đấy cứ như một cái bóng ma, lúc nào cũng ẩn nấp sau lưng mỗi người trên suốt con đường tu luyện. Người tu luyện vô cùng may mắn thì cả đời cũng không bị, mà người kém ngay may mắn thì cho dù bọn họ tu luyện tới cảnh giới nào cũng vẫn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Lần này Kim Chiến Dịch bị tẩu hỏa nhập ma là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Không hề có dấu hiệu báo trước nên cũng chẳng biết mà phòng bị. Cho nên khi hắn phát hiện ra thì mọi chuyện đã rồi, có hối cũng không kịp. Tất nhiên, tẩu hỏa nhập ma cũng có nặng nhẹ. Tình huống Kim Chiến Dịch gặp phải chính là một loại nghiêm trọng. Mặc dù hắn nhờ vào nghị lực mới có thể cố gắng đến lúc này, nhưng trong cơ thể đã bị phá hoại rất nhiều. Nếu không cứu chữa kịp thời, chắc chắn sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngụy Tông Tân liền phát phi ưng chuyển tin, nhưng hắn không dám nói Kim Chiến Dịch bị tẩu hỏa nhập ma, mà chỉ nói môn phái có việc phải trở về. Tuy nhiên, tin tức từ Hoàng Thất Đại Thân nhanh chóng trở lại. Hơn nữa còn có một tin tức tốt, đó là Hạ Nhất Minh cũng có mặt ở đó. Kim Chiến Dịch nghe thấy vậy, lập tức ngăn Ngụy Tông Tân trở về mà đưa hắn tới đây. Nói xong chuyện, Kim Chiến Dịch mệt mỏi nói: "Huynh đệ, từ ngọ kim đan có hiệu quả rất tốt đối với tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Lần này lão ca đặt hết tính mạng của mình vào tay ngươi. Nếu ngươi luyện đan thất bại thì ta cũng xong rồi." Nét mặt Hạ Nhất Minh trầm xuống nói: "Nói linh tinh, cho dù không có từ ngọ kim đan thì ngươi cũng chỉ giảm thực lực xuống dưới tôn giả. Cùng lắm thì ta với ngươi tu luyện vụ hóa thần binh một lần nữa. Ta không tin với thiên phú của ngươi mà không đạt tới cảnh giới tôn giả một lần nữa." Kim Chiến Dịch há miệng nhìn sự nôn nóng của Hạ Nhất Minh. Hắn chớp chớp mắt nói: "Hạ huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói đùa hay nghe không hiểu sao?" Hạ Nhất Minh tức giận trợn mắt với Kim Chiến Dịch. Có điều trong lòng Hạ Nhất Minh cũng thầm thở dài. Hắn biết rất rõ tính cách của Kim Chiến Dịch, nên hiểu lần tẩu hỏa nhập ma này hắn đã bị đả kích rất mạnh, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Mấy lời hắn nói vừa rồi chắc chắn cũng có vài phần thật tâm. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh thầm quyết định, cho dù thế nào cũng không thể để cho hắn gục xuống. Vũ Vô Thường chuẩn bị mọi thứ cực kỳ nhanh, chỉ mất khoảng nửa canh giờ đã xong hết tất cả. Hơn nữa còn sắp xếp cho Hạ Nhất Minh 4 trợ thủ. 4 người này trên danh nghĩa là trợ thủ, nhưng thực ra chính là những luyện đan sư hàng đầu của Vũ gia. Nhưng đáng tiếc, tu vi của những người này cao nhất cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới nhất đường thiên mà thôi. So sánh với cấp bậc tôn giả như Hạ Nhất Minh thì chính là một trời một vực. Sau khi Hạ Nhất Minh tới phòng luyện đan, 4 vị luyện đan sư của Vũ gia cung kính đứng một bên hành lễ. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt cũng biết là bọn họ định học trộm mấy chiêu. Hạ Nhất Minh cũng chẳng bận tâm tới việc có người đứng xem. Luyện đan sư cấp bậc tôn giả hoàn toàn khác với những người cấp bậc thấp hơn. Điểm đặc biệt nhất là bọn họ sử dụng chân khí của mình để luyện đan, nên tình hình ở trong đan lô thế nào thì chỉ có bọn họ chấp nhận. Nếu không, những người khác đừng mong học được. Hạ Nhất Minh xem xét chỗ dược liệu một chút, sau đó hắn chọn lấy những thứ tốt nhất. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho 4 vị luyện đan sư kia phải khâm phục. Sau đó, Hạ Nhất Minh thao tác nhanh như chớp, sử dụng khống hòa thuật do Hắc Đồng truyền thụ, chỉ trong một canh giờ đã luyện chế xong từ ngọ kim đan. Sau khi đan lô mở ra, ánh mắt và nét mặt của 4 tên luyện đan sư chỉ có duy nhất sự ngưỡng mộ và khiếp sợ. Hương thơm bốc lên chính là của tử ngọ kim đan, một loại thánh dược trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là sau khi đan dược luyện chế xong thì phải sử dụng trong vòng 6 canh giờ. Thuốc không quá ngọ, mà quá ngọ thì chết. Sau 6 canh giờ, toàn bộ dược liệu của nó hoàn toàn biến mất. Lúc đó, có đem cho người bị tẩu hỏa nhập ma sử dụng cũng không mang lại hiệu quả, thậm chí còn có tác dụng ngược lại. Hơn nữa, chỉ có cao giai luyện đan sư mới có thể luyện chế từ ngọ kim đan.
trước khi Hạ Nhất Minh trở thành tôn giả cũng chỉ chắc chắn có 5 thành. Nhưng sau khi trở thành tôn giả, khi ở ngoài biển lại từng dẫn động hỏa lực của Cửu Long Lô ra ngoài, nên hỏa chi hoa của hắn đã có sự thay đổi. Vì vậy, bây giờ hắn điều khiển hỏa lực hoàn toàn như ý. Vì vậy mà lúc này, luyện chế từ ngọ kim đan ngay lần đầu đã thành công cũng không phải là sự may mắn. Cầm từ ngọ kim đan đi tới phòng Kim Chiến Dịch. Mặc dù Kim Chiến Dịch vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy từ ngọ kim đan, hai mắt hắn liền sáng rực hẳn lên. Hạ Nhất Minh ngồi xuống trước mặt hắn, bắt đầu mở miệng nói rằng để luyện chế thành công mình đã mất rất nhiều công sức, vì vậy hắn cố gắng chờ một chút. Tuy nhiên chưa kịp nói xong, Kim Chiến Dịch đã vồ lấy kim đan nuốt ngay vào trong bụng. Lúc này Hạ Nhất Minh mới im miệng cẩn thận theo dõi. Nếu có gì bất chắc, hắn sẽ trợ giúp ngay lập tức. Thực ra vừa rồi hắn nói nhiều như thế cũng là để cho Kim Chiến Dịch bớt căng thẳng. Điều này cả hai đều biết rõ. Một canh giờ sau, Kim Chiến Dịch mới thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn mở mắt ra, trong mắt lại lóe lên tia sáng như cũ. Hạ Nhất Minh vui mừng nói, chúc mừng Kim Huynh đã hoàn toàn bình phục. Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu, nét mặt cảm thấy may mắn. Nhưng ngay lập tức hắn thở dài một tiếng nói, mặc dù thoát nạn, nhưng công sức một năm khổ tu hoàn toàn uổng phí. Tu vi của ta lúc này mới chỉ trở lại lúc vừa mới trở thành tôn giả. Nếu không khổ tu thêm một năm nữa, cơ bản là không thể củng cố cảnh giới. Hắn lắc đầu không cam lòng nói, có lẽ lần này vị huynh không thể tới sinh tử giới với đệ rồi. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn có thể cảm nhận chút đau khổ trong lời nói của Kim Chiến Dịch. Khẽ nhếch mày, Hạ Nhất Minh nói, Kim huynh, việc này cứ giao cho ta. Kim Chiến Dịch vui mừng nhìn Hạ Nhất Minh nói, người có biện pháp sao? Hạ Nhất Minh cười một cách thần bí. Mới sáng sớm, Hạ Nhất Minh đã đến cáo từ Vũ Vô Thường mà đi. Đối với sự cáo từ đột ngột của Hạ Nhất Minh, Vũ Gia hoàn toàn bất ngờ. Bọn họ cố hết sức giữ lại, nhưng Hạ Nhất Minh đã quyết. Hắn còn nói không chỉ đi có một mình, mà còn mang cả Kim Chiến Dịch mới khỏi bệnh đi theo. Lúc này, đám tân tôn giả đang tập trung ở kinh thành, cơ bản mỗi người cũng đều đã từng giao thủ với Kim Chiến Dịch, thậm chí còn có người có tới mấy lần. Trong tâm trí của bọn họ không thể nào quên được chuyện đó, nên vẫn muốn nhân cơ hội đẩy lãnh giáo đối phương. Nhưng khi Hạ Nhất Minh mở miệng muốn Kim Chiến Dịch đi cùng, tất cả đều ngoan ngoãn im miệng, ngay cả một câu phản đối cũng không có. Ngay cả Hắc Huyết hôm qua vẫn còn liên tục đối nghịch với Hạ Nhất Minh cũng im lặng. Phát hiện ra điều đó khiến cho Hạ Nhất Minh rất cảm khái. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được thực lực đóng vai trò quan trọng như thế nào. Sau khi đã dùng hết mọi cách mà vẫn không giữ được, đám người Vũ Vô Thường không còn cách nào khác đành để cho đám người Hạ Nhất Minh ra đi. Bọn họ chỉ ước hẹn với nhau một thời gian nữa sẽ gặp nhau tại Thiên Chỉ Phong. Trong số tất cả mọi người, cũng chỉ có Ngụy Tông Tân lọt đoán được một chút nguyên nhân và ý định của Hạ Nhất Minh. Bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ thương thế của Kim Chiến Dịch. Lúc này tu vi của Kim Chiến Dịch đã thụt lùi rất nhiều. Trong tình trạng đó mà đi vào sinh tử giới chắc chắn là tìm chết. Với sự quan tâm của Hạ Nhất Minh dành cho Kim Chiến Dịch, chắc chắn hắn sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều, nghi mãi mà Ngụy Tông Tân vẫn không thể đoán ra biện pháp nào có thể làm cho Kim Chiến Dịch củng cố cảnh giới trong thời gian ngắn. Nếu vào thời đại thần đạo thì điều này hoàn toàn có khả năng, nhưng bây giờ chuyện đó gần như là không thể. Sau khi rời xa khỏi kinh thành, Sở Hảo Châu kéo Hạ Nhất Minh sang một bên hỏi nhỏ, Hạ lão đệ, ngươi thực sự quyết định như thế hay sao? Hạ Nhất Minh khẽ cười nói, tiểu đệ với hắn thân như huynh đệ, chỉ cần có một tia hy vọng, tiểu đệ nhất định phải làm cho hắn đạt tới tình trạng sung mãn nhất và sinh tử giới. Sở Hảo Châu chăm chú nhìn hắn một lúc, cuối cùng nói, Kim tiểu tử kết giao được với một bằng hữu như ngươi, đúng là không uổng phí. Trong lòng lão cũng thầm nhủ, lão phu cũng không hề uổng phí. Tất nhiên nếu Hạ Nhất Minh không phải người như vậy, Sở Hảo Châu cũng không đi theo hắn như thế. Lúc này, Hạ Nhất Minh leo lên lưng Bạch Mã Lôi Điện, chuyển suy nghĩ cho nó. Lôi Điện lập tức ngẩng đầu, tức giận nhìn lại. Với thân phận thánh thú của nó, chỉ có thể làm ngựa cưới cho Hạ Nhất Minh mà thôi. Cho dù để cho Hoắc Đông Thành cưới một chút cũng là nề mặt Sở Hảo Châu, nhưng thêm một người nữa thì nó không hề muốn. Hạ Nhất Minh vốn biết tính nó, liền cười hắc hắc, lấy ra một viên đá trắng. Đôi mắt xinh đẹp của Lôi Điện mở to, nhìn viên đá trắng một lúc, cuối cùng nhịn không nổi đành khuất phục. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói, Kim Huynh,
Bạch Mã đồng ý rồi, lên đi thôi. Kim Chiến Dịch đi một vòng quanh Bạch Mã, ngưỡng mộ nói: Hạ huynh đệ, ngươi thu phục được con linh thú này ở đâu? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: Kim huynh đừng có xem thường Bạch Mã, nó không giống như linh thú bình thường đâu. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói: Chẳng lẽ nó có huyết mạch của thần thú? Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu một cái. Hai mắt Kim Chiến Dịch trợn tròn lên, nhìn chằm chằm về phía Bạch Mã lôi điện. Hạ Nhất Minh giật mình, vội vàng nói: Kim huynh, Bạch Mã thực ra là thánh thú có huyết mạch thần thú. Kim Chiến Dịch hít một hơi thật sâu nói: Thánh thú? Trong mắt hắn liền xuất hiện một sự sợ hãi, ý định so chiêu với nó hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh hình như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói: Kim huynh, trước khi ngươi đến đây, lôi điện có giao thủ với ba lan thánh thú của Vũ gia một lần, rồi đánh cho nó trọng thương. Ngươi có muốn thử với lôi điện mấy chiêu không? Kim Chiến Dịch liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái, rồi cẩn thận tới trước mặt lôi điện vái một cái thật sâu, sau đó mới dám trèo lên lưng. Đây là biểu hiện của một người đối với cường giả. Bất kể cường giả đó có là con người hay là thánh thú, chỉ cần có thực lực cao hơn thì sẽ được tôn kính. Hạ Nhất Minh vẫy tay một cái, Hoắc Đông Thành cũng leo lên. Mặc dù ba người cùng cưỡi trên lưng, nhưng với con Bạch Mã cũng chẳng khác gì so với khi chỉ có một người. Gật nhẹ đầu một cái, Bạch Mã liền nhanh chóng lao đi. Tốc độ của Bạch Mã khiến cho Kim Chiến Dịch thất kinh. Và rồi hắn không cảm nhận được hơi thở cấp bậc tôn giả của nó. Nhưng sau khi Bạch Mã bắt đầu lao đi, hắn mới thực sự tin rằng chỉ có thánh thú ẩn chứa huyết mạch thần thú mới có thể có được tốc độ lớn như thế. Lúc Bạch Mã dừng lại bên bờ biển, sắc mặt Kim Chiến Dịch trở nên trắng bệch. Hắn không ngờ được bản thân lại có thể được cưỡi lên lưng một con thánh thú. Cũng may hắn cũng là một vị tôn giả nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, Kim Chiến Dịch nói: Bách Linh Bát và Xà Hào Châu tôn giả đâu? Hà Nhất Minh chỉ lên đỉnh đầu nói: Bọn họ ở đó. Kim Chiến Dịch ngẩng đầu lên trên, há hốc miệng. Trên bầu trời, một luồng thất thải quang mang hiện ra. Bạch Bách Linh Bát và Xà Hào Châu lần lượt từ trên cao hạ xuống. Có điều so với quang mang chói mắt của Bách Linh Bát thì Long Tiên của Xà Hào Châu thua kém rất nhiều. Ánh mắt Kim Chiến Dịch cứ nhìn theo quang mang của bọn họ rơi xuống. Sau đó hắn cúi đầu, ánh mắt hoàn toàn ngơ ngác. Hạ huynh, ngươi thấy gì không? Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi: Thấy cái gì chứ? Bọn họ làm sao? Bọn họ làm thế nào mà bay được? Nói linh tinh, cao thủ ngũ khí triều nguyên mà không bay được sao? Bọn họ là cao thủ ngũ khí triều nguyên sao? Tất nhiên, chẳng lẽ ngươi thấy bọn họ không giống? Kim Chiến Dịch nhìn một lúc vẫn chẳng thấy bọn họ có chút nào giống cao thủ ngũ khí triều nguyên, mà ánh mắt và động tác của bọn họ đối với Hạ Nhất Minh cũng chẳng khác gì mình. Hít một hơi thật sâu, Kim Chiến Dịch hỏi: Bây giờ chúng ta đi đâu? Bồng Lai Tiên Đảo. Hạ Nhất Minh vừa dứt lời, Bạch Mã lôi điện liền đạp lên mặt nước, hí lên một tiếng thật dài, vui vẻ chạy về phương xa. Nét mặt Kim Chiến Dịch hơi thay đổi một chút. Có điều do gần đây thấy được quá nhiều chuyện bất ngờ nên miễn dịch của hắn cũng tăng lên. Khi tất cả về đến Bồng Lai Tiên Đảo cũng không kinh động bất cứ người nào. Xa Hào Châu đưa tên đệ tử bảo bối của mình đến hòn đảo gần Sa Ngư Cấm Khu. Với tu vi của Hoắc Đông Thành bây giờ, cơ bản không thể đi vào trong đó. Sau khi lặn xuống đáy biển, liền xuất hiện một đàn Sa Ngư đang bơi lội cách đó không xa. Với nhãn lực của Kim Chiến Dịch, rất nhanh nhìn thấy vài tiên thiên hắc xa, nét mặt liền hết sức tập trung. Bất chợt hắn liền biến sắc. Trong tầm mắt của hắn chợt xuất hiện một tòa núi nhỏ đang di động, tỏa ra khí thế khiến cho người khác không thể thở nổi. Hắn lập tức truyền âm nói: Lão đệ, nơi đây có thánh thú, nhanh. Thanh âm của Kim Chiến Dịch chợt dừng lại, bởi vì hắn đã thấy Hạ Nhất Minh giơ tay lên nhàn nhạt nói chuyện với tảng núi lớn. Sau khi nói chuyện một lúc, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện cáo biệt Hắc Sa Vương tiếp tục lặn xuống. Cuối cùng mọi người cũng xuống được đến đích. Đó chính là cái động bên trong có tử khí đông lai. Sau khi nhìn thấy tử khí đông lai, ánh mắt Kim Chiến Dịch không che giấu được sự vui mừng và sợ hãi. Xoay người lại, Kim Chiến Dịch nói: Nói đi. Hạ Nhất Minh chớp chớp mắt hỏi lại: Nói cái gì? Kim Chiến Dịch nghiêm nét mặt nói: Nếu người coi ta là huynh đệ thì kể lại hành trình tới Đông Hải cho ta nghe. Hạ Nhất Minh nhún vai, không hề giấu giếm những chuyện mình gặp gỡ Bạch Mã và Sở Hảo Châu thế nào, sau đó diễn biến ra sao.
Trong tất cả mọi chuyện, Hạ Nhất Minh chỉ giấu có một việc, đó chính là cái động có thiên địa thánh quả và vị thần đạo cao thủ trong đó. Cho dù như thế, cũng đủ khiến cho trái tim Kim Chiến Dịch đập thình thịch. Hắn thở ngắn thở dài nói, tiếc nuối lớn nhất đời này của ta, có lẽ chính là không thể cùng ngươi tới Đông Hải. Hạ Nhất Minh cười không nói, nhắc nhở hắn nắm vững thời gian luyện công. Nếu là một người khác, sau khi gặp nhiều chuyện kỳ lạ như thế, chắc chắn rất khó có thể bình tĩnh trong một thời gian ngắn. Nhưng Kim Chiến Dịch thì khác. Chỉ trong mấy cái hô hấp, hắn đã thu liễm được tinh thần, quên đi tất cả, tập trung vào tu luyện. Khoảng chừng nửa tháng, Kim Chiến Dịch chẳng những hoàn toàn củng cố cảnh giới, mà còn bước thêm một bước dài trên con đường tu luyện. Lần tàu hỏa nhập ma này mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng khi nó qua đi, tất cả mọi thứ lại trở nên bằng phẳng, thậm chí còn tạo ra một cơ hội đột phá rộng lớn cho hắn. Một tháng sau, Hạ Nhất Minh đưa Kim Chiến Dịch rời khỏi sơn động. Kim Chiến Dịch cũng không có ý định dò xét sơn động. Hắn biết Hạ Nhất Minh có thể dẫn mình tới đây đã là quá đáng lắm rồi. Nếu như thế mà hắn vẫn còn muốn xem xét thì đúng là phá bỏ quan hệ giữa hai người. Lại cưỡi trên lưng lôi điện, Hạ Nhất Minh hô to một tiếng, tất cả liền rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo trở về đại lục. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đã vượt qua vô số dặm đường mà trở về. Quang cảnh Tây Bắc hiện dần trong tầm mắt của Hạ Nhất Minh. Tuyết phủ kín mặt đất, khiến cảnh vật lúc này chỉ là một màu trắng xóa. Những bông tuyết không ngừng theo gió tung bay, thổi vào không gian càng thêm lạnh giá. Dưới cái tiết trời thế này, ít ai rời khỏi gia đình ấm áp mà ra ngoài. Nhưng từ phương xa, đột nhiên vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiến tới nơi này. Tuyết cho dù phủ kín đất trời cũng không ngăn được bước chân của bọn họ. Một bạch mã thần tuấn dị thường đạp tuyết mà đi. Mà dù dưới tuyết phủ dày như vậy, bình thường chỉ cần đạp nhẹ cũng lún sâu nửa chân. Bất quá bốn vó trắng như tuyết của đầu bạch mã này đạp trên mặt tuyết cũng như trên đất bằng vậy, thậm chí cả một chút dấu vết mờ nhạt cũng không để lại. Trên lưng bạch mã là bốn người theo sát. Bọn họ chính là đám người Hạ Nhất Minh. Sau khi rời khỏi tiên đảo, khí hậu ấm áp như mùa xuân, càng lúc về gần Tây Bắc, không ngờ thời tiết nơi đây lại càng lạnh giá như vậy. Đám người Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không quan tâm tới thay đổi thời tiết, nhưng Hoắc Đông Thành dĩ nhiên là không chịu được. Tu vi nội kình của hắn mới chỉ đạt tới ngũ tầng, còn sao mới đạt tới cảnh giới như các vị tôn giả. Quan trọng hơn là, từ nhỏ hắn lớn lên trên Bồng Lai Tiên Đảo, địa phương giá lạnh như vậy, dĩ nhiên là trong khoảng thời gian khó có thể thích nghi. Sở Hào Châu ở một bên dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát. Mặc dù đối với Hoắc Đông Thành, lão làm bộ không để ý, nhưng hành trình mỗi ngày đều khống chế tới cực hạn của hắn. Sau mấy ngày, Hoắc Đông Thành rốt cuộc ngã bệnh. Nhưng cho dù như thế nào, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí bước đi còn gian nan, nhưng chưa từng oán giận hay mở miệng kêu than. Hạ Nhất Minh mở miệng nói vài câu, nhưng Sở Hào Châu không chút thay đổi, nói lại. Nếu chỉ chút ấy đau khổ mà không chịu được, thì ngày sau sao có thể thành công? Không chỉ có Sở Hào Châu, mà ngay cả Kim Chiến Dịch cũng nói vậy. Gã nói, bản thân gã trước khi tấn giai tiên thiên, tu luyện so với Hoắc Đông Thành còn gian nan hơn gấp bội. Nếu không như thế, gã đã không có khả năng đạt được tu vi như ngày hôm nay. Hạ Nhất Minh nghe tới đó, không khỏi lạnh lẽo toàn thân. Hắn căn bản không tưởng tượng ra phương thức tu luyện gian khổ gấp nhiều lần kia là thứ gì. Nếu là người bình thường chịu đựng hành hạ như vậy, chỉ e chưa tu luyện tới tiên thiên đã gặp Diêm Vương rồi. Bất quá chỉ Sở Hào Châu cho Hoắc Đông Thành phục dụng tinh lực kim đan, Hạ Nhất Minh mới hiểu ra. Có lẽ chỉ có ở các đại môn phái tu luyện gian khổ như vậy, cuối cùng mới đạt được thành tựu nổi bật mà thôi. Cũng may lúc này đã sắp tiến vào Thái Thương Huyện, Sở Hào Châu tử bi hơn mà cho Hoắc Đông Thành cưỡi ngựa đi theo. Về phần độc giác mã lôi điện, có lẽ cũng vì thông cảm cho Hoắc Đông Thành nên không có chút phản đối nào. Điều này khiến cho Hạ Nhất Minh vô cùng thắc mắc. Nhìn xa xa, trong thế giới tuyết trắng xuất hiện một kiến trúc quen thuộc, tâm trạng Hạ Nhất Minh kích động kịch liệt. Làm gì còn có vẻ nào là một vị tôn giả khiến người người kính sợ. Hắn chỉ là một thiếu niên xa nhà 3 năm lúc này trở lại. Mắt thấy gia hương, tâm tình sao có thể bình tĩnh được. Thật lớn, Kim Chiến Dịch cười ha ha nói. Tới Tây Bắc lần này, đây là lần đầu tiên ta gặp được trận tuyết lớn như vậy. Sở Hào Châu đồng cảm gật đầu nói. Không sai, Lão Phu cũng lần đầu tiên chứng kiến một nơi tại Tây Bắc tuyết lớn như vậy.
Nếu không phải xác định đây là nhà Hạ lão đệ, lão phu còn tưởng chúng ta đi nhầm tới Bắc Cương băng thiên tuyết địa rồi chứ. Hạ Nhất Minh chân mày khẽ nhíu, lập tức nghĩ tới Lê Minh Huyên cùng với Viên Lễ Huân đang tại Bắc Cương xa xôi kia. Sau khi tử biệt, thoáng chốc đã mấy năm, bản thân hắn đã tiến giai tôn giả, không biết nàng tại Bắc Cương có tốt hay không. Bọn họ tiếp tục tiến tới, xung quanh thân thể họ như có một lực lượng vô hình khiến không cho bông tuyết nào có thể bám vào. Không chỉ có đám người Hạ Nhất Minh, ngay cả Bảo Trư cùng Lôi Điện cũng vậy. Lôi Điện là thánh thú cường đại, có làm được điều này cũng là không lạ. Bất quá Bảo Trư trong lời Hạ Nhất Minh chẳng qua có dị năng truy tìm bảo vật mà thôi, tán dương vài câu sau đó ném nó cho Bách Linh Bát. Còn Bách Linh Bát càng khoa trương hơn, thân thể gã như động không đáy, bao nhiêu tuyết rơi trên người đều bị gã hấp thu sạch sẽ. Chuyện kỳ dị này khiến Sở Hào Châu cùng với Kim Chiến Dịch không khỏi phát lạnh. Cả hai thầm nghĩ, vì ngũ khí tôn giả kỳ quái này quả nhiên không thể lấy ánh mắt bình thường mà quan sát. Sau khi tiến vào Thái Thương Huyện, từng bông tuyết trên đầu rơi chậm lại. Mà dù còn vài bông tuyết bay xuống, nhưng căn bản không chút nào ảnh hưởng tới tầm mắt nữa. Sở Hào Châu cùng Kim Chiến Dịch sợ hãi than trong lòng, sự việc như vậy bọn họ chưa từng gặp được. Càng gần tới Hạ Gia Trang, trong lòng Hạ Nhất Minh càng kích động, nhưng bước chân không ngờ chậm lại. Dường như cảm nhận được tâm tình của Hạ Nhất Minh, Sở Hào Châu cùng với Kim Chiến Dịch nhìn nhau, bọn họ không thúc giục mà lặng lặng đi cạnh quan sát phong cảnh nơi đây. Hai tay Hạ Nhất Minh rôn lên, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phía trước chuyển tới âm thanh ồn ào, hắn chỉ nghe tiếng cũng biết ở đó có ít nhất hơn 100 người đang dọn tuyết trên đường. Việc này khi còn bé, Hạ Nhất Minh cũng tham gia không ít. Bất quá theo tuổi tác cùng tu vi tăng cao, hắn đã hoàn toàn xa rời nó. Kim Chiến Dịch khẽ nói, Hạ huynh đệ, bọn họ biết ngươi trở về sao? Gã từng tới Hạ Gia Trang một lần, đại khái đã hiểu rõ thực lực trong trang. Cũng biết Hạ Gia Trang không có khả năng phái một đội ngũ 100 người đi sang ngoài đường dọn tuyết. Hạ Nhất Minh mà mịt lắc đầu nói, Kim huynh, chúng ta cùng đi lâu như vậy chưa từng tách ra, tiểu đệ sao có khả năng thông báo cho bọn họ biết chứ? Kim Chiến Dịch nhún vai nói, quên đi, chúng ta tới xem không phải sẽ biết sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bước chân nhanh hơn một chút. Không lâu sau, bọn họ đã tới được nơi này, cũng thấy được hơn 100 người đang ra sức dọn tuyết, tạo ra một lối cho hai xe ngựa cùng đi. Đám người Hạ Nhất Minh tới lập tức gây được sự chú ý của đám người, bất quá chưa ai dừng tay mà vẫn tiếp tục ra sức làm việc. Những người này trên người đều mặc trang phục giống nhau, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám khẳng định đây có phải là người trong Hạ Gia Trang không nữa. Trong ấn tượng của hắn, trong nhà chưa từng có trang phục thống nhất cũng như có quy củ xâm nghiêm như vậy. Biểu hiện của những người này một chút cũng không giống người của Hạ Gia Trang, mà ngược lại giống nô bộc trong đại gia tộc nào đó. Ánh mắt đảo quanh, hai hàng chân mày giãn ra, Hạ Nhất Minh cười dài nói, Nhất Đào. Trong đám người dọn tuyết có một thiếu niên trẻ tuổi, trên người mặc một trường bào màu xanh biếc, hai tay chắp sau lưng đang giám sát. Gương mặt hắn cao ngạo, ánh mắt sáng như sao, cả người tràn ngập vẻ tự tin. Mặc dù hắn không thấy được đám người mới xuất hiện, bất quá với nhãn lực của mình, hắn không cách nào biết được những người kia từ nơi nào tới. Lúc này nghe được Hạ Nhất Minh gọi một tiếng, thân thể hắn run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Rồi đột nhiên hắn nhảy dựng lên chạy như điên tới. Lục ca, ngươi về rồi. Hạ Nhất Đào gương mặt rạng rỡ, chỉ hai ba bước đã mau chóng xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Hai tay hắn vốn dang ra ôm lấy Lục ca, đột nhiên nhìn đám người Kim Chiến Dịch, ánh mắt cổ quái nhìn mình. Hạ Nhất Đào không khỏi dừng lại, nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu nói, Nhất Đào bái kiến Lục ca. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, trái tim của hắn hiển nhiên hưng phấn, nhưng mơ hồ có cảm giác mất mát. Ngay cả sư đệ của hắn cũng đã học cách khống chế tình cảm. Mấy năm qua không chỉ có Hạ Nhất Minh hắn thay đổi, ngay cả sư đệ cùng Hạ Gia Trang cũng đã khác biệt rất nhiều. Nhất Đào, trước mặt ta ít giả bộ đi. Hạ Nhất Minh cười mắng, ngươi tính cách như khỉ nhỏ, trước mặt ta đóng kịch hả? Hạ Nhất Đào giật mình, hắn gật đầu, gương mặt đỏ lên nói, Lục ca, ta rất nhớ huynh. Sắc mặt khẽ trầm xuống, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, là ai khiến ngươi có vẻ mặt như thế kia hả? Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Hạ Nhất Minh đối với sư đệ này hiểu rất rõ. Nhìn gương mặt Nhất Đào, hắn khẳng định nó chịu ủy khuất, nếu không đã không bày ra vẻ mặt như vậy. Hạ Nhất Đào giật mình ớn lạnh, hắn đột nhiên cảm giác
trên người Lục Ca phát ra uy áp kinh người. Trong nháy mắt, Nhất Đào chợt hiểu ra, Lục Ca mặc dù vẫn thân thiết như xưa, nhưng cũng đã khác rất nhiều. Chỉ cần gương mặt khẽ đổi, cũng đủ cho khí tức tràn ngập, khiến kẻ khác không rét mà run. Có chút rụt rè, Hạ Nhất Đào nói: "Lục Ca, phụ thân nói hôm nay nhà có chuyện, muốn tất cả tuyết trên đường trong phạm vi 10 dặm phải được dọn sạch. Không hiểu sao, chuyện xui xẻo này lại tới tay của đệ, huynh phải làm chủ cho đệ đó." Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Đào. Loại chuyện này hắn có thể nhúng tay vào sao? Bất quá cũng kỳ lạ, nghe tới độ dài như vậy, trong lòng hắn trái tim đã bớt hưng phấn rất nhiều. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn tường thành Hạ Gia Trang cách đó không xa, trong lòng cảm khái vạn phần. Ta đã trở về rồi. Ôm lấy bả vai Hạ Nhất Đào, Hạ Nhất Minh nói: "Chúng ta về thôi." Sau lưng hắn, đám người Sở Hảo Châu ánh mắt xuất hiện thêm một tia kinh ngạc. Bọn họ lần đầu thấy Hạ Nhất Minh có động tác như vậy. Cùng Kim Chiến Dịch nhìn nhau cười, cả hai lúc này mới đồng thời nhớ ra, cái gã tôn giả kia vốn cũng chỉ là một thanh niên 21 tuổi mà thôi. Cơ hồ không hẹn, hai người cùng lúc nhìn về phía Bách Linh Bát. Nhưng khiến bọn họ không khỏi kiêng kệ chính là, gã không chút biểu lộ, ngay cả một cái chớp mắt cũng không thấy. Trong lòng hai người đồng thời xuất hiện nghi vấn, Hạ Nhất Minh từ đâu tìm được một người cực phẩm như vậy chứ? Đám người Hạ Nhất Minh rời khỏi đường lớn, lúc này đám nô bộc mất đi ước thúc, tay chân dĩ nhiên thoải mái hơn. Bất quá trong ánh mắt trao đổi lẫn nhau, bọn họ không giấu được vẻ kích động trong lòng. "Lộc Ca, quy củ trong nhà khác trước rất nhiều." Hạ Nhất Đào mang theo vẻ oán giận nói: "Gia nô thị vệ cùng tráng đình, có cả thân quyến của bọn họ nữa, lúc này có gần vạn người, khẳng định huynh không nghĩ ra đâu." Bước chân Hạ Nhất Minh không khỏi ngừng lại trong giây lát. Hắn quả thật không nghĩ ra, trong thời gian ngắn như vậy mà Hạ gia có thêm một vạn người, đạt quy mô của một đại gia tộc. Phải biết là nơi này chỉ là một huyện nhỏ trong một cái thiên la quốc cũng nhỏ bé không kém tại Tây Bắc. Ở nơi này xuất hiện một cái gia tộc hơn vạn người, e rằng địa vị cùng giao thương không kém hơn chút nào so với siêu cấp gia thế 10 vạn người trong đại lục. Thậm chí đặt trong thiên la quốc hiện nay, có thể nói tuyệt đối là đệ nhất thế gia. Nhất Đào, những người này từ đâu mà tới? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Những thế gia khác cùng hoàng thất một phần, có một phần tự đến, có một phần là chúng ta mời chào được. Hạ Nhất Đào giải thích một chút, liền hỏi thêm. Lục Ca, tôn giả là cảnh giới gì vậy? Hạ Nhất Minh giật mình nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hơn một năm trước, hoàng thất truyền tin tới, người tân chức tôn giả gì gì đó. Từ đó về sau, nhà chúng ta thoáng cái mạnh mẽ hẳn lên. Ngay cả hoàng thất, năm mới cũng phải tới đây chúc Tết. Hắn chỉ vào đường dưới chân nói. Hôm nay dọn sạch đoạn đường này, qua vài ngày nữa sẽ có người tới đây chúc Tết. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thoải mái. Bất quá nghĩ không ra, tin tức mình tấn giai tôn giả từ Tây Bắc xa xôi cũng được tới đây sao? Quay đầu nhìn Kim Chiến Dịch, liếc xéo một cái. Tất cả cũng bởi linh tiêu bảo điện của gã chuyển ra. Kim Chiến Dịch cảm nhận được ánh mắt Hạ Nhất Minh, không khỏi làm ra bộ dáng bất đắc dĩ. Đây cũng là do Hắc Đồng tôn giả ra lệnh, không phải là gã có thể làm trái. Lúc này, bọn họ đã đi tới cửa thành. Từ cổng trước, hai dãy tường cao trải dài ôm cả Hạ Gia Trang và lòng nó. Kiến trúc như vậy cùng với Tử Gia Bảo không thua kém chút nào. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh lần đầu tiên thấy kiến trúc này, trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ muốn xây dựng một cái Hạ Gia Trang che chắn gió mưa. Nhưng lúc này, sau khi Tử Phương Đông Đại Thân trở lại, nhìn bức tường này, Hạ Nhất Minh chỉ cảm nhận được nó vô cùng đơn sơ. Cổng thành đã sớm mở ra, bất quá Hạ Nhất Minh có chút ngạc nhiên nói. Trong nhà có hai vị tiên thiên, một người là Đại Bá, người kia là ai? Hạ Nhất Đào hai mắt mở lớn. Hắn lúc này có cảm giác Lục Ca đã thành thần rồi, không tiến vào mà cũng cảm nhận được trong nhà có mấy vị tiên thiên cường giả. Chuyện này tuyệt đối hắn chưa từng tưởng tượng ra. Lục Ca, đó là Từ Hướng Tiền tiền bối. Tiền bối cùng Đại Bá cứ 5-3 ngày lại gặp nhau trao đổi võ đạo. Hạ Nhất Minh mỉm cười, trong đầu lại nghĩ tới cảnh Vu Kinh Lôi thu đồ đệ trước kia. Xem ra Vu Kinh Lôi cũng không dám có dũng khí chậm chế mà toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Từ Hướng Tiền. Bởi lẽ chỉ vài năm ngắn ngủi, Từ Hướng Tiền lúc này đã đột phá cực hạn tấn giai tiên thiên. Khi đám người Hạ Nhất Minh tới đây, đã sớm thu liếm khí tức lại. Kể cả lôi điện lúc này cũng chỉ còn bề ngoài kỳ lạ,
trước khi tức cường đại đã không còn thấy chút tăm hơi. Hạ Nhất Đào phất tay gọi một người, lệnh cho hắn thông báo Lục thiếu gia đã trở về. Vị quản sự kia cả người run lên, dùng ánh mắt cung kính nhìn Hạ Nhất Minh, sau đó lập tức xoay người chạy như bay vào trong. Hạ Nhất Minh trong lòng cũng không biết có tư vị gì. Nếu là mấy năm trước khi Hạ Nhất Minh trở về, với tính tình tùy tiện của Hạ Nhất Đào nhất định sẽ hô toáng lên, sau đó cả gia trang náo nhiệt như chợ vỡ. Nhưng lúc này Hạ Nhất Đào đầu tiên lại để người vào thông báo, chỉ nghĩ một chút cũng biết trong gia trang đã không còn cảnh như xưa nữa. Sau khi thu dụng cả vạn người, Hạ gia lúc này đã chân chính trở thành một đại thí gia. Nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy không hiểu, điều này không giống như chờ đợi của hắn. Hạ Nhất Đào vừa bước tiếp, Hạ Nhất Minh đã bảo hắn tìm một hạ nhân dẫn Hoắc Đông Thành đi nghỉ ngơi. Phục dụng một khỏa tinh lực kim đan, việc Hoắc Đông Thành cần làm duy nhất lúc này là nghỉ ngơi cho tốt. Về phần xem bệnh hay những thứ khác, có đám Sở Hảo Châu, Kim Chiến Dịch cùng với Hạ Nhất Minh ở đây, bất cứ vị y sư phổ thông nào cũng đừng mong có đất dụng võ. Bọn họ vừa đi vào, một âm thanh trong trẻo vang lên: Lục ca đã về. Sau đó cả thành như nước sôi, náo nhiệt xôn xao. Hạ Nhất Minh không khỏi dừng bước, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng kích động. Âm thanh này hiển nhiên hắn không quên, chính là của tiểu muội Hạ Nhất Lung. Âm thanh của nàng vang lên đầy kinh hỉ. Hạ Nhất Minh vốn tưởng sẽ không còn được nghe âm thanh cũng như thấy tràng cảnh như vậy. Bất ngờ Hạ gia trang khi xưa lại tái hiện trước mắt. Không hiểu vì sao mũi hắn cay cay. Lần đầu tiên hắn rời nhà 3 năm mà ngỡ như 30 năm vậy. 3 năm qua, Hạ Nhất Minh đã trải qua những điều mà người bình thường chưa từng tưởng tượng được. Trái tim hắn theo kinh nghiệm mà dần trở nên lãnh đạm. Hắn như vị thần trên cao cúi xuống, dùng ánh mắt đánh giá hết thảy. Nhưng giờ phút này, trong tỉnh thân ấm áp vây quanh, trái tim lạnh lẽo như băng của hắn bỗng trở nên ấm áp. Hai đạo thân ảnh như bay tiến tới, đúng là đại bá cùng với Từ Gia Bảo Từ Hướng Tiền. Bọn họ trong mắt cũng tràn đầy kinh hỉ. Giờ phút một năm sắp tới, Hạ Nhất Minh trở về không nghi ngờ chính là lễ vật tốt nhất. Bất quá, ánh mắt Hạ Nhất Minh chỉ liếc qua bọn họ khẽ gật đầu, sau đó bước nhanh về phía nơi bóng dáng phụ mẫu đang xuất hiện. Thân hình Hạ Nhất Minh nhoáng lên, đã lập tức vượt qua hai vị tiên thiên cường giả, phảng phất cứ thế bước tới trước mặt phu thê Hạ Thuyên Danh. Hắn nhẹ nhàng huy tay cung kính hành lễ. Phu thê Hạ Thuyên Danh vốn muốn đỡ hắn lên, nhưng bọn họ lập tức phát hiện nhi tử của mình thân thể vững như núi, sau khi hành đủ tam vái chín lạy mới chậm rãi đứng lên. Hạ Thuyên Tín cùng Từ Hướng Tiền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Từ đầu tới cuối, bọn họ thậm chí không biết Hạ Nhất Minh như thế nào đi qua. Khi nghĩ tới thân pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, sống lưng của hai người lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ biết rõ Hạ Nhất Minh không có địch ý, nhưng không cách nào áp chế cảm giác này. Trong lòng bọn họ thầm than, thì ra đây là tôn giả, so với Vu Kinh Lôi còn cường đại hơn. Liếc mắt nhìn quanh, Hạ Nhất Minh nói: Phụ thân, Gia Gia cùng Bảo Gia ở đâu? Hạ Thuyên Danh ánh mắt mơ hồ, như chứng kiến điều gì kích động, gương mặt đỏ bừng. Là một phụ thân, có được người con như Hạ Nhất Minh, hắn còn có gì không hài lòng đây? Nhất Minh, phụ thân cùng Bảo Thúc ở Hoành Sơn. Bọn họ vì sao lại phái tới Hoành Sơn? Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi. Hoành Sơn, trong lòng nhị lão mặc dù có địa vị không gì thay thế được, nhưng nơi này dù sao cũng là Hạ gia trang, chẳng lẽ cả tôn nhi mà nhị lão cũng không cần? Dường như nhìn ra thắc mắc của Hạ Nhất Minh, Hạ Thuyên Danh cười nói: Nhất Minh, người muốn nhìn thấy hai người cũng dễ dàng thôi, chỉ vài ngày nữa hai người sẽ trở về. Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó như hiểu ra nói: Gia gia cùng Bảo gia trở lại đón năm mới sao? Không sai, hai lão nhân gia mỗi năm đều làm như vậy. Hạ Thuyên Danh cười khổ nói: Chúng ta đã khuyên hai lão nhân gia không nên vất vả, để vãn bối chúng ta tới bái kiến là được, nhưng hai người không chịu. Hơn nữa, Dược Trừng lão cũng cổ vũ bọn họ tới đó nhiều hơn, bởi thế chúng ta cũng hết cách. Lắc đầu, Hạ Thuyên Danh ánh mắt sáng lên nói: Nhất Minh, ngươi khi gặp hai người nhớ khuyên nhiều hơn nha. Hạ Nhất Minh thuận miệng đáp ứng. Sau khi biết được hai lão nhân gia còn khỏe mạnh, hắn cũng cảm thấy yên lòng. Quả thực ở lại Hoành Sơn mặc dù xa xôi, không thể cùng người thân thường xuyên gặp mặt, nhưng điều kiện tu luyện ở đó quả thật rất tốt với hai lão nhân gia. Hơn nữa còn có Dược đạo nhân bên cạnh, bọn họ quả thật không cần lo lắng nhiều. Hạ Thuyên Tín cùng Từ Hướng Tiền đã bước tới chào hỏi đám người Kim Chiến Dịch. Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Mã Lôi Điện cũng vô cùng kính trọng.
Hạ Nhất Minh giới thiệu bằng hữu của mình một lượt. Nảy mặt Hạ Nhất Minh, đám người Sở Hảo Châu, Kim Chiến Dịch đáp lại lời chào hỏi của mọi người cũng hết sức vui vẻ, không có điệu bộ nào của tôn giả đại nhân cả. Các thế hệ đệ tử lần lượt ra mặt chào hỏi, khiến Hạ Nhất Minh vô cùng cảm khái. Nhị ca cùng tam ca đã thành thân, tứ tỷ cùng Viên Lễ Huân vài tháng trước cũng đã kết thành phu phụ. Chỉ mấy năm qua, gia tộc đã có biến hóa long trời lở đất. Bất quá, nhìn những gương mặt bừng sáng này, Hạ Nhất Minh trong lòng tràn ngập ấm áp. Hắn thầm hứa trong lòng, bất luận thế nào cũng không để thần thái này biến mất trên gương mặt bọn họ. Ba ngày sau, rốt cuộc thì Hạ Vũ Đức cùng với Hạ Lai Bảo cũng trở về Hoành Sơn. Cùng bọn họ trở lại, không ngờ còn có cả Vũ Kinh Lôi cùng với Dược Đạo Nhân. Một năm trước, khi tin tức Hạ Nhất Minh thấn gia chuyển tới, địa vị của hai người Hạ Vũ Đức cùng với Hạ Lai Bảo đã có biến hóa long trời lở đất. Mặc dù bọn họ không phải là tiên thiên trưởng lão, nhưng tại Hoành Sơn, cho dù tiên thiên trưởng lão khi đối diện với họ cũng phải dùng lễ ngang hàng đối đáp. Thậm chí Hoành Sơn đệ nhất nhân Vũ Kinh Lôi trước mặt họ cũng chưa từng lấy cái gì mà thái thượng trưởng lão ra nói chuyện. Lúc này hai vị trưởng lão trở lại đón năm mới tại nhà. Vũ Kinh Lôi cùng với Dược Đạo Nhân hành động như vậy, kỳ thực là đem Hoành Sơn cùng với Hạ Gia Trang kết làm một, không còn phân biệt nào nữa. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, sau khi trở về Hạ Gia Trang lại gặp được Hạ Nhất Minh. Sau khi gặp mặt, bàn luận xôn xao, hai người Hạ Vũ Đức đã cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện. Ngày hôm sau, Hạ Nhất Minh đã mời Vũ Kinh Lôi tới phòng. Trong căn phòng này, ngoài trừ Hạ Nhất Minh còn có Sở Hảo Châu, Kim Chiến Dịch cùng với Bách Linh Bát. Chỉ thấy những người này, Vũ Kinh Lôi lập tức biết có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc. Vũ Sư Huynh, Kim Huynh ngươi đã gặp rồi. Lúc này hắn đã thuận lợi tấn giai tôn giả. Còn vị này là Sở Hảo Châu Lão Ca, cũng là một vị tôn giả. Hạ Nhất Minh nói qua vài câu đơn giản, giới thiệu đám người quanh mình. Mặc dù bọn họ tới Hạ Gia Trang đã vài ngày, nhưng Hạ Nhất Minh chưa giới thiệu đám tôn giả này với người nhà. Tôn giả quả thực là một danh từ đủ để uy hiếp tất cả tâm trạng mọi người, nhất là đối diện với đám tiên thiên cường giả. Nhưng nghe được câu giới thiệu đơn giản của Hạ Nhất Minh, trong tai Vũ Kinh Lôi không khác gì như sấm động. Vũ Kinh Lôi vốn tưởng chỉ có mình Hạ Nhất Minh là tôn giả tại đây, không ngờ hai vị kia cũng là cao thủ đồng giai với hắn. Hơn nữa, còn một người Vũ Kinh Lôi sớm đã coi là tôn giả, chính là Bách Linh Bát. Trong phòng này, ngoại trừ lão, không ngờ có tới bốn vị tôn giả. Nhất thời, cho dù là Vũ Kinh Lôi, trong lòng cũng không khỏi run sợ. Sở tôn giả, Kim tôn giả, Bách tôn giả đại nhân. Vũ Kinh Lôi không người thật sâu nói. Sở Hảo Châu khẽ mỉm cười. Một lực lượng vô hình đã đỡ Vũ Kinh Lôi đứng thẳng nói. Vũ trưởng lão không cần khách khí. Chúng ta đều là hào hữu của Hạ huynh đệ, không phải người ngoài. Vũ Kinh Lôi vâng dạ một hồi, nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Trước mặt những người các ngươi, ai có thể trấn tĩnh chứ? Hạ Nhất Minh chủ động cầm ấm trà rót cho mỗi người một chén. Sau khi hắn buông ấm trà xuống, gương mặt đã trở nên ngưng trọng. Ngay cả không khí trong phòng lúc này cũng như bị ảnh hưởng mà sinh ra áp lực. Sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Sau khi về nhà, lần đầu tiên Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ mặt như vậy. Lúc này cho dù là người chậm chạp tí mấy cũng hiểu, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ nói ra tâm tư của mình. Duỗi tay ra, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Hạ Nhất Minh nhìn kiện thần khí mô phỏng này, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Sở Hảo Châu cùng với Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng hoài nghi. Một vị tôn giả đối với binh khí của mình lại dùng ánh mắt như thế, ngay cả Vũ Kinh Lôi cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, trái tim lão đập dồn dập. Giọng nói âm trầm mà tràn ngập lực lượng trong Hạ Nhất Minh vang lên. Vô Sư Huynh, ngươi hẳn là biết lai lịch của thứ này chứ? Vô Kinh Lôi gật đầu nói. Ngày trước Chu Huynh đã từng nói qua, nhưng hắn đoán có thật hay không thì không rõ. Thật sự mấy năm qua, Vô Kinh Lôi cũng nhiều lần nghĩ qua vấn đề này, hơn nữa còn âm thầm thu thập tin tức bên ngoài. Bất quá thực lực của Hoành Sơn Nhất Mạch so với bên ngoài cũng không tính là mạnh, bởi thế tính này chưa có bất cứ đầu mối nào. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười nói. Vô Sư Huynh, trực giác cho ta biết, thứ này khẳng định xuất xứ Khai Vành Quốc. Kim Chiến Dịch cùng với Sở Hảo Châu ánh mắt sáng ngời. Bọn họ cùng Hạ Nhất Minh đồng hành không phải chỉ chốc lát, cũng đã sớm nghe qua việc ở đêm đó Hạ Nhất Minh cướp được ngũ hành hoàn. Bất quá từ đầu tới cuối, bọn họ còn tưởng Hạ Nhất Minh không biết lai lịch thần khí mô phỏng này. Nhưng lúc này nghe khẩu khí của hắn,
dường như đã đoán được người tạo ra thần khí mô phỏng này. Vô Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói: Hạ sư đệ, ta biết người đã trở thành tôn giả đại nhân, hơn nữa mấy vị cũng là tôn giả đại nhân, nhưng người hẳn cũng biết người kia là nhân vật thế nào chứ? Hạ Nhất Minh nhướng mày, âm thanh tràn ngập tự tin: Vô sư huynh yên tâm, nếu tìm được nơi hắn ẩn cư, ta cam đoan sẽ không để hắn chạy thoát. Vô Kinh Lôi nhìn đội ngũ tôn giả cường đại bên người Hạ Nhất Minh, đôi mắt lóe lên vài tia tinh quang. Lão thở dài nói: Hạ sư đệ, từ sau lần Chu huynh nói qua việc này, ta đã phái người trăm phương ngàn kế dò hỏi, thậm chí còn nhờ Chu Bát Thất huynh hướng các vị thiên chỉ tôn giả lãnh giáo, bởi thế có thể nghe được một chút tin tức. Lão dừng lại một chút, âm thanh mang theo vẻ lo lắng nói tiếp: Người này có được một thân pháp quỷ dị khó lường, lúc trước từng bị hai vị tôn giả liên thủ phục kích, không ngờ hắn dựa vào thân pháp này mà thoát được. Hơn nữa người này lòng dạ độc ác, nếu không cẩn thận để hắn chạy thoát, như vậy không chỉ có Hoành Sơn Nhất Mạch gặp nạn, mà ngay cả Hạ Gia Trang cũng thế. Hạ Nhất Minh bật cười nói: Vô sư huynh, hôm qua huynh có gặp con Lôi Điện chưa? Vô Kinh Lôi khẽ gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói: Linh thú đặc biệt như vậy đương nhiên phải gặp. Sư đệ, người ở Đại Thân thu phục được một linh thú như vậy, vận may quả thực khiến kẻ khác hâm mộ. Hạ Nhất Minh lại cười nói: Sư huynh, Lôi Điện không chỉ là linh thú, nó còn là thánh thú có huyết mạch thần thú nữa. Vô Kinh Lôi hai mắt trợn tròn, bên trong tràn ngập vẻ khó tin. Kim Chiến Dịch trong lòng thầm than, bản thân mình khi biết lai lịch Lôi Điện, lẽ nào không phải vẻ mặt như này. Hạ Nhất Minh nói tiếp: Năng lực lớn nhất của Lôi Điện chính là tốc độ, nếu như người bị nó ám sát, cho dù thế nào cũng đừng mong chạy thoát. Vô Kinh Lôi do dự một chút, trước khi tận mắt chứng kiến tốc độ của Lôi Điện, lão quả thực không thể hoàn toàn tin tưởng những lời này. Sở Hào Châu mặc dù không rõ Hạ Nhất Minh nói tột cùng là gì, nhưng cũng nghe ra một chút ý tứ. Biết hắn đối phó với một người, nhưng Vô Kinh Lôi còn e sợ. Khẽ cười nhẹ, Sở Hào Châu nói: Vô trưởng lão, ngươi nên tin tưởng Hạ lão đệ. Trên thế giới này, trừ cao thủ thần đạo lại xuất hiện, nếu không, đừng mong trốn thoát khỏi tốc độ của Lôi Điện. Vô Kinh Lôi vẻ mặt khẽ biến, sau đó cười khổ nói: Các vị, không phải tại hạ nghi ngờ thực lực của các vị, nhưng căn cứ vào tin tức tại hạ nghe được, người kia đã đột phá cực hạn, tiến vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: Vô sư huynh, ngươi từ đâu nghe được tin tức này? Từ chính miệng Từ Tư Lệ tôn giả đại nhân nói. Vô Kinh Lôi nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh giơ chén trà, một hơi cạn sạch, bình tĩnh nói: Cho dù hắn đã tấn giai ngũ khí triều nguyên, vì thị lão cả, ta không muốn lấy tính mạng của hắn. Vô Kinh Lôi sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, thậm chí hiện ra vẻ sợ hãi. Lão dồn dập nói: Sư đệ, việc này không phải chuyện đùa, xin hãy bàn bạc kỹ hơn. Kim Chiến Dịch đột nhiên nói: Hạ huynh, tới tột cùng là chuyện gì, ngươi nói ra một chút xem sao. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đem chuyện mình sau khi tấn giai tiên thiên cùng Thủy Huyễn Cận tương giao ra sao, đối với Thâm Sơn Đồ Đằng nhất tộc va chạm thế nào, cuối cùng phát hiện ra chuyện ngũ hành hoàn cùng với chuyện ly gián nhất nhất kể lại. Tới lúc này mọi người mới biết tại sao Hạ Nhất Minh đối với người chế tạo ra ngũ hành hoàn lại một mực muốn lấy mạng như vậy. Sở Hào Châu khẽ gật đầu, hắn biết tính cách của Hạ Nhất Minh, nếu xảy ra chuyện này, Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên thủ lĩnh. Nhìn Vô Kinh Lôi, Sở Hào Châu không nói một lời, thân thể cùng chiếc ghế lão đang ngồi cứ như thể bay lơ lửng giữa không trung. Vô Kinh Lôi chậm rãi mở lớn miệng, trong mắt là một mảnh mờ mịt hoang mang. Đôi môi lão run rẩy, âm thanh cực nhỏ nói: Ngũ khí triều nguyên, là ngũ khí triều nguyên. Hạ Nhất Minh đột nhiên đứng lên, khí thế trên người phát ra mạnh mẽ, cao giọng nói: Vô sư huynh, bây giờ ngươi có thể yên tâm nói ra rồi chứ? Vô Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói: Nếu Sở tiền bối cũng là đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, như vậy còn gì không thể nói chứ? Kim Chiến Dịch đột nhiên mở miệng nói: Hạ huynh, kỳ thực Vũ trưởng lão nói rất đúng, chuyện này hay là tạm thời để sau hãy nói. Hạ Nhất Minh giật mình, gương mặt trở nên âm trầm nói: Vì sao? Sinh tử giới. Kim Chiến Dịch chậm rãi nói. Sở Hào Châu cau mày nói: Kim lão đệ nói không sai, việc này hãy tạm thời để sau hãy nói. Hạ Nhất Minh vẻ mặt khẽ biến, hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ hai người. Bọn họ muốn đối phó, có lẽ là một vị cao thủ đỉnh cấp ngũ khí triều nguyên.
Lúc này Tây Bắc đang là tiêu điểm chú ý của cả phương Đông. Trước những ngày mở ra sinh tử giới, khẳng định cao thủ sẽ tụ tập lại. Dưới tình huống long xà hỗn tạp như vậy, muốn đối phó với một vị ngũ khí triều nguyên tôn giả, e rằng không phải là thời cơ tốt. Nhìn Hạ Nhất Minh có vẻ do dự, Sở Hảo Châu vội vàng nói: "Lão đệ, thời gian sinh tử giới mở ra chỉ còn một tháng, chẳng lẽ ngay cả thời gian đó ngươi cũng không đợi được sao?" Kim Chiến Dịch cũng trầm giọng nói: "Không sai, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng đại mưu, cơ hội xuất thủ có thể chỉ có một lần, Hạ huynh suy nghĩ kỹ." Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc qua gương mặt mọi người, trừ vẻ mặt Bách Linh Bát chưa từng thay đổi, những người còn lại đều hết sức ngưng trọng. Thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói: "Được, sau khi sinh tử giới khép lại, Hạ Mỗ nhất định phải trả xong ân oán này. Tên thủ lĩnh kia nhất định không thể lưu lại trên đời." Hắn nói những lời này như chém đinh chặt sắt, không hề lưu lại đường lui. Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng, thật lâu là không nói một lời. Từ sau lần nói chuyện cùng Vô Kinh Lôi, Hạ Nhất Minh đã tuyệt đối không nhắc nửa lời về việc này nữa. Còn đám người Sở Hảo Châu sau khi bị tiết lộ thân phận, thái độ của Vô Kinh Lôi, Dược Đạo Nhân cùng đám tiên thiên cường giả trở nên hết sức cung kính, cơ hồ như lễ sư đồ vậy. Thái độ này khiến cho mọi người trong Hạ Gia Trang trợn mắt cứng lưỡi. Lúc này mọi người mới biết, thì ra những người theo Hạ Nhất Minh trở về đều là những cao thủ đỉnh cấp như vậy. Tiếp đó, mọi người cùng nhau đón năm mới tại Tây Bắc, thậm chí cả phương Đông cũng đón Tết. Lễ mừng năm mới này cũng là biểu hiện địa vị của Hạ Gia tại Tây Bắc. Trong Thiên La Quốc, từ các gia tộc cho đến Hoàng Thất, ngay cả Thái tử Điện Hạ Vu Tiểu Ức cũng ở lại Thành Đô mà mang theo ngọc ngà châu báu tới Hạ Gia Trang chúc Tết Hạ Gia Lão Tổ Tông Hạ Vũ Đức. Mấy ngày này, cả Hạ Gia chìm trong không khí lễ hội, mặc dù hao tổn không ít nhưng thu hoạch lại càng khổng lồ. Mơ hồ như đệ nhất thế gia tại Thiên La Quốc đã rơi trên đầu Hạ Gia Trang mấy năm nay. Đương nhiên mọi người đều biết Hạ Gia có được địa vị như ngày hôm nay là do gia tộc này có một vị thiên tài hoành không xuất thế. Cũng bởi vì có hắn, Hạ Gia Trang từng bước lên cao, cuối cùng từ một tiểu gia tộc tại Huyền Thành nhảy vọt lên thành đại thế gia đầu tiên khi nhắc tới tại Thiên La Quốc. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Hạ Nhất Minh không ngã, vinh quang của Hạ Gia sẽ không bao giờ biến mất. Lễ mừng năm mới này, Hạ Nhất Minh chỉ xuất hiện một lần, hơn nữa không tới một canh giờ đã rời đi. Bất quá trong bữa tiệc, trên người hắn tản ra khí tức cường đại, khiến mỗi người tham dự đều cảm thấy lạnh lẽo như trong hầm băng, cả miệng cũng câm như hến. Sau khi hắn rời đi, không khí mới hòa hoãn đôi chút, mọi người đồng loạt thở dài một hơi. Từ nay về sau, chỉ cần bọn họ còn sống, cũng sẽ không dại dột mà chọc vào Hạ Gia Trang hùng cường này nữa. Hạ Gia Trang mở tiệc rượu liên miên mấy ngày vẫn chưa dứt, nhưng trong hậu viện lúc này lại là một mảnh yên tĩnh. Trong gia tộc cũng chỉ có vài người quan trọng ở lại nơi này. Hạ Vũ Đức, Hạ Lai Bảo, thế hệ thứ hai của Hạ Thiên Tín thay mặt. Ngoài ra còn có Hoành Sơn Nhất Mạch Vu Kinh Lôi cùng Dược Đạo Nhân tham dự. Hạ Nhất Minh cùng với Sở Hảo Châu ngồi ghế chủ tọa. Điều này do Hạ Vũ Đức tự thân an bài, dù Hạ Nhất Minh muốn chối cũng không được. Ánh mắt lướt qua mọi người có mặt, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: "Sở Lão Ca sau này sẽ ở lại Hạ Gia ta. Ta nghĩ hậu viện này cũng không tồi, chẳng những rộng rãi lại cũng rất thanh tịnh. Sở Lão Ca, ý người thế nào?" Sở Hảo Châu khẽ gật đầu, với hậu viện này lão rất hài lòng. Khi nghe được Sở Hảo Châu sẽ ở lại Hạ Gia Trang, mọi người không khỏi vui mừng tột độ, mà đám người Vu Kinh Lôi cùng Dược Đạo Nhân cũng hâm mộ không thôi. Bất quá bọn họ cũng biết, nếu Sở Hảo Châu quyết định ở lại, vậy Hoành Sơn Nhất Mạch cũng được không ít chỗ tốt. Ít nhất mỗi năm một lần, lực lượng đệ tử đảm nhiệm phòng ngự tại Hạ Gia Trang, chỉ cần một người được cao thủ đỉnh cấp như Sở Hảo Châu chỉ điểm, lợi ích hẳn dùng cả đời không hết. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói: "Lão ca nếu ở lại nhà ta, bảo đảm cơm áo, ngươi cùng với Đông Thành không phải lo lắng. Nhưng ngươi cũng không thể ở không mà hưởng chứ. Đối với Hạ Gia vãn bối cùng với Hoành Sơn đệ tử, cũng nên tiện tay chỉ điểm một hai chỗ. Không nên để bọn họ quá kém, nếu không chỉ xấu mặt ta, mà cả ngươi cũng thế." Đám người Vu Kinh Lôi hai mặt nhìn nhau. Sở Hảo Châu vốn là cao thủ ngũ khí triều nguyên, bất luận đi tới nơi nào cũng được người ta đặt lên mây. Chỉ cần lão đồng ý ở lại lãnh địa, hơn nữa tiếp nhận những thế lực ở đó dâng tặng, e rằng vô số thế lực đáp ứng. Cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện hay là Động Thiên Phúc Điện, Thiên Chỉ Nhất Mạch cũng không ngoại lệ. Nhưng nghe Hạ Nhất Minh nói chuyện cùng lão,
không ngờ lại mang điều kiện cơm áo ra để trao đổi việc trị điểm võ học cho hậu bối. Nhất thời mọi người tỏ vẻ lo lắng. Nhân vật đỉnh đám bậc ấy lẽ nào chịu vũ nhục bậc này? Nhưng mọi người cảm thấy khó tin chính là, nghe xong Sở Hào Châu chỉ lắc đầu cười nói: biết ngay Gia Hỏa có ý xấu, không muốn cho lão ca ta an tâm tĩnh dưỡng mà. Hạ Nhất Minh lại cười hắc hắc: lão ca, nếu rảnh rỗi, không ngại chỉ tạo vài kiện thần binh lợi khí đi. Hạ gia chúng ta cùng với Hoành Sơn Nhất Mạch căn bản là nghèo rất mỏng tơi, hết thảy chỉ trông vào ngươi thôi đó.